Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Chương 406, trứng của ta đâu? Vì trung thổ thần châu cạnh tranh rất tàn khốc, học viện thương mục trọng thương cũng có nghĩa là bọn họ không thể tranh giành tài nguyên với người khác nữa, không còn tài nguyên, học viện thương mục hoặc là diệt vong, hoặc là rời khỏi trung thổ thần châu. Đương nhiên ông ta không muốn rời khỏi trung thổ thần châu, học viện thương mục có thể đặt chân ở trung thổ thần châu là thành quả cố gắng của vô số người. Nếu rời khỏi đó, ông ta sẽ trở thành tội đồ của học viện, hơn nữa kẻ thù của học viện cũng sẽ không bỏ qua cơ hội để chèn ép bọn họ. Không chỉ những thế lực đối địch kia, còn có một vài thế lực muốn bỏ đá xuống giếng, thậm chí là hợp tác với nhau để phân chia học viện thương mộc. Học viện thương mộc lúc này đã gần như ở bước đường cùng rồi. Lúc này, một ông lão mặc áo đen đột nhiên xuất hiện ở chỗ không xa trước mặt Lê Khanh. Người nọ chính là ông lão áo đen đi theo An Lan Tú lúc trước, nhưng lão ta cũng không mang họ An. Nhìn thấy ông lão áo đen, vẻ mặt Lê Khanh lập tức trở nên lạnh lẽo, vì lão ta chính là người giới thiệu 12 thuật sĩ kia cho học viện thương mộc, cũng là người trước mắt rất khẳng định nói 12 người kia chắc chắn có thể giết một vị kiếm tiên. Mà cuối cùng 12 thuật sĩ và một tả viện sứ của học viện thương mộc đều chết hết. Để mời 12 thuật sĩ kia, học viện thương mộc đã bỏ ra một cái giá rất đắt. Còn bị liên minh hộ giới đến bắt chẹt, lần này đã hoàn toàn đẩy học viện thương mộc đến bước đường cùng rồi. Ông lão áo đen nhìn xuống dưới, nhẹ giọng nói, xem ra lại thất bại rồi. Lê Khanh cười khẩy, không phải các hạ nói 12 thuật sĩ kia chắc chắn có thể giết chết một vị kiếm tiên ư. Ông lão áo đen híp mắt lại, ánh mắt hơi âm u, là lão phu đoán sai rồi. Cô gái kia có thể giết chết 12 thuật sĩ, nàng ta ít nhất là một vị đại kiếm tiên đỉnh cao. Đại kiếm tiên đỉnh cao. Lê Khanh không nói gì, xoay người rời đi. Đối với học viện thương mộc bây giờ, dù là kiếm tiên hay đại kiếm tiên đều chẳng còn ý nghĩa gì nữa, vì học viện thương mộc đều không thể đánh thắng. Lúc này, ông lão áo đen đột nhiên xuất hiện trước mặt Lê Khanh, Lê Viện Trưởng, bây giờ tình cảnh của học viện thương mộc rất đáng lo, không biết Lê Viện Trưởng có tính toán gì không? Lê Khanh lạnh lùng đáp, tính toán gì? Bây giờ học viện thương mộc ta còn có thể tính toán gì nữa? Ông lão áo đen nói, Lê Viện Trưởng đừng tức giận, lão phu cũng không có ác ý. Bây giờ tình cảnh của học viện rất đáng lo, theo lão phu biết, học viện thương mộc có không ít kẻ thù, mà bây giờ e rằng đã có rất nhiều thế lực đang dò mó học viện. Nếu tạm thời Lê Viện Trưởng chưa có tính toán gì, thật ra lão phu có thể chỉ cho Lê Viện Trưởng một cách. Lê Khanh nhìn thẳng vào ông lão áo đen, không nói gì. Ông lão áo đen nghiêm mặt nói, Lê Viện Trưởng, thật không dám giấu giếm. Lão phu là trưởng lão của nhà họ Tư Đồ ở thượng giới. Thượng giới? Lê Khanh nhíu mày, ông đến từ thượng giới. Ông lão áo đen gật đầu. Lê Khanh im lặng. Thượng giới thật ra cũng nằm trong thanh thương giới. Thanh thương giới rất rộng lớn, gồm rất nhiều thứ, là một thế giới đa nguyên hóa. Thượng giới này là một tồn tại đặc biệt, là một thế giới độc lập. Nó thuộc về thanh thương giới, nhưng lại là một thế giới độc lập. Mở ra một thế giới độc lập. Chỉ có những thế lực thật sự hơn người mới có thể làm được. Mà thượng giới này cũng không phải do một người hay một thế lực mở ra, mà là do rất nhiều thế lực hợp tác lại mở ra, trong thượng giới độc lập này đều là một vài thế lực lớn, nhà họ Tư Đồ này chính là một trong số đó. Ông lão áo đen lại nói, Lê Viện Trưởng, không bằng học viện thương mộc dựa vào nhà họ Tư Đồ của ta đi, có nhà họ Tư Đồ, chắc chắn sẽ không ai ở hạ giới dám chèn ép học viện của ông đâu. Hạ giới? Thật ra thanh thương giới vốn dĩ là một thế giới, nhưng đối với người thượng giới, thế giới của người bên ngoài đều là hạ giới. Dù có hơi thượng đẳng, nhưng thế lực trong thượng giới thật sự mạnh hơn thế lực ở bên ngoài. Lê Khanh im lặng một lát rồi nói, chuyện này quá quan trọng, lão phu phải bàn bạc với các trưởng lão trong viện. Ông lão áo đen cười nói, ta hiểu. Lê Khanh như nghĩ đến điều gì, đột nhiên nhìn ông lão áo đen, hình như nhà họ Tư Đồ của ông cũng muốn Diệp Huyên kia chết. Vì sao vậy? Ông lão áo đen cười khẩy, Lê Huynh có điều không biết, các thế lực ở thượng giới đều muốn kết thông gia với nhà họ An, nhà họ Tư Đồ của ta cũng thế, hơn nữa nhà họ An chủ cũng muốn kết thông gia với nhà họ Tư Đồ chúng ta. Nhưng Diệp Huyên kia không biết điều, dám tiếp cận An tiểu thư, hừ, đừng nói sau lưng cậu ta có đại kiếm tiên, dù có một vị trên kiếm tiên, nhà họ Tư Đồ của ta cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Lê Khanh nhìn ông lão áo đen, các người vẫn muốn nhằm vào cậu ta sao? Ông lão gật đầu, đương nhiên, bên trên đã nói rõ rồi, người này nhất định phải chết,
An tiểu thư chỉ có thể là con dâu của nhà họ Tư Đồ ta. Lê Khanh gật nhẹ đầu, chúc nhà họ Tư Đồ may mắn. Nói xong, ông ta xoay người đi. Lê Khanh đột nhiên dừng lại ở cuối chân trời xa xa, vẻ mặt ông ta rất dữ tợn, ngu xuẩn. Dựa vào nhà họ Tư Đồ của ngươi còn không bằng ta đi dựa vào nhà họ An. Nói đến đây, ông ta hơi ngẩn người, một lát sau lại nhẹ giọng nói, Diệp Huyên và An tiểu thư kia, dựa vào nhà họ An, nên dựa vào nhà họ An. Nói xong, ông ta lập tức biến mất. Trên bầu trời của học viện Thương Mộc, Lê Khanh đi rồi, ông lão áo đen lạnh lùng nhìn xuống dưới, đại kiếm tiên. Hừ, sau khi ngươi thấy nhà họ Tư Đồ của ta, ngươi sẽ phát hiện mình nhỏ bé đến mức nào. Bên dưới, Hoàng cung đế quốc Đại Vân. Diệp Huyên tỉnh lại, một giây sau, tiếng kêu thê thảm tan nát cõi lòng vang lên từ nơi sâu trong Hoàng cung, trứng của ta đâu? Trứng đâu? Chương 407, chữa. Chữa ngay lập tức. Diệp Huyên nằm yên trên giường, vẻ mặt cuộc sống không còn gì luyến tiếc. Cách đó không xa, Thác Bà Tiểu Yêu cúi đầu, hai ngón trỏ không ngừng vẽ vòng tròn. Cứ im lặng một lúc như thế, Thác Bà Tiểu Yêu từ từ đi tới bên giường. Nàng ta đã nhẹ vào giường, nhỏ giọng nói, không phải chỉ là hai quả trứng thôi sao, cần tức giận đến thế hả? Ta đền cho ngươi là được. Nàng ta không nói gì còn được, vừa nói xong, Diệp Huyên đã tức đến mức suýt hộc máu, không phải chỉ có hai quả trứng. Trời ạ, đây là trứng bình thường à? Đây là trứng bình thường sao? Thác Bà Tiểu Yêu bĩu môi, hai quả trứng người mà thôi, ta đền cho ngươi hai quả trứng hổ. Diệp Huyên. Cuối cùng. Diệp Huyên không tranh cãi với Thác Bà Tiểu Yêu nữa, vì hắn phát hiện nha đầu này hoàn toàn không hiểu rõ mấu chốt của vấn đề. Dưới cái nhìn của nàng ta thì chỉ là hai quả trứng vỡ, chỉ thế mà thôi. Lúc này, Liên Vạn Lý đột nhiên đi vào, nàng ta mặc một bộ váy dài lụa mỏng, váy rất dài, dài chạm đất, phía sau váy thêu một con phượng hoàng đen nhánh, cánh phượng vung lên như muốn bay đi. Nàng ta xóa tóc ra sau, buộc một bím tóc nhỏ bằng một sợi vải màu tím. Theo nhịp bước của nàng ta, bím tóc kia nhẹ nhàng đung đưa, vô cùng tao nhã. Liên Vạn Lý đi tới bên giường, nàng ta cúi người nhìn Diệp Huyên, cười nói, đừng tức giận, trong cung của ta có ngự y tốt nhất, ta đã hỏi rồi, đây cũng không phải chuyện to tát gì, lát nữa ta sẽ bảo ngự y đến chữa cho ngươi, nhưng chi phí e rằng không thấp, ít nhất cũng chừng 2 triệu linh thạch cực phẩm. 2 triệu linh thạch cực phẩm. Vẻ mặt Diệp Huyên trở nên cứng đờ. Liên Vạn Lý chớp mắt. Ngư y nói bây giờ chữa vẫn còn kịp, nếu để muộn rồi. E rằng ngươi sẽ chữa. Diệp Huyên trả lời không chút do dự, chữa ngay lập tức. Đất trời bao la, trứng là quan trọng nhất. Liên Vạn Lý duỗi tay, cười híp mắt nói, trả thù lao trước. Diệp Huyên. Cuối cùng, Diệp Huyên rất miễn cưỡng đưa 2 triệu linh thạch cực phẩm ra, hắn hiểu mình bị gài bẫy rồi. Nhưng cũng hết cách, ai bảo trứng của mình ở trong tay người ta chứ? Đều tại con nhóc điên Thác Bà Tiểu Yêu này hết. Lúc này, hắn chỉ hận không thể xông lên đánh con nhóc điên này một trận, nhưng nghĩ đến thực lực của nàng ta và tình trạng trước mặt của mình, cuối cùng vẫn phải nhịn xuống. Sau khi lấy 2 triệu linh thạch cực phẩm của Diệp Huyên rồi, Liên Vạn Lý lại duỗi tay ra, còn cần thêm 1 triệu linh thạch cực phẩm nữa. Diệp Huyên lập tức nổi điên, còn cần 1 triệu nữa. Cô kia, cô là cướp à? Dù có cướp cũng có chút đạo đức nghề nghiệp đi được không? Liên Vạn Lý vỗ nhẹ lên vai Diệp Huyên, đừng kích động, bản vương không phải loại người dậu đổ bìm le, 2 triệu linh thạch cực phẩm trước đó là dùng để mua thuốc cho ngươi, còn 1 triệu bây giờ là tiền cho ngự y cung đình của ta, ngự y cung đình của ta có tài chữa bệnh tốt nhất địa giới Thanh Châu đấy, chữa bệnh một lần tốt ít nhất tầm 1 triệu linh thạch cực phẩm. Đương nhiên, nói đến đây, nàng ta dừng lại một chốc, sau đó nói tiếp, nếu ngươi không muốn, chúng ta cũng không ép, ta sẽ trả 1 triệu rưỡi linh thạch cực phẩm cho ngươi. Diệp Huyên ngạc nhiên, sao lại là 1 triệu rưỡi? Không phải là 2 triệu à? Liên Vạn Lý nghiêm mặt nói, phí bồi thường làm trái với giao hẹn, ngươi hiểu chưa? Diệp Huyên. Liên Vạn Lý ngồi xuống một bên, cầm trái cây lên nhẹ nhàng cắn một cái, sau đó nói, đừng tức giận, ngư y nói bây giờ nổi giận sẽ có hại với ngươi đấy, đặc biệt là với thân dưới của ngươi, sơ suất một chút có thể sẽ bất lực cả đời. Bất lực. Thác Bà Tiểu Yêu cách đó không xa hơi ngạc nhiên hỏi, Liên tỷ, bất lực nghĩa là gì vậy ạ? Liên Vạn Lý ngẫm nghĩ một lát, sau đó nói, chắc có nghĩa là không cứng được. Thác Bà Tiểu Yêu chớp mắt, chỗ đó của hắn sẽ cứng sao?
Liên Vạn Lý gật đầu, bình thường thì sẽ cứng, nhưng bây giờ bị ngươi đập hỏng rồi. Có lẽ không cứng được nữa. Hả? Thác Bà Tiểu Yêu nhìn xuống thân dưới của Diệp Huyên, trong mắt đầy sự tò mò, thì ra chỗ này còn có thể cứng nữa. Diệp Huyên nằm trên giường đen mặt lại, hai cô gái này đang nghiêm túc bàn luận hắn có thể cứng hay không ngay trước mặt hắn. Thế giới này làm sao vậy? Liên Vạn Lý đột nhiên cúi người xuống trước mặt Diệp Huyên, cười híp mắt nói, Diệp Quốc Sĩ, rốt cuộc ngươi có muốn chữa không? Nếu không thì bản vương đi đấy. Không chữa. Người trả lời không phải là Diệp Huyên, mà là Thác Bà Tiểu Yêu, nàng ta nhìn xuống thân dưới của hắn, hừ lạnh nói, kiếm tu, thứ kia rất xấu, hay là không cần nó nữa. Diệp Huyên. Một khắc sau, cuối cùng Diệp Huyên vẫn chọn thỏa hiệp. Chuyện này liên quan đến hạnh phúc sau này, hắn không thể không thỏa hiệp. Sau khi lấy thêm được 1 triệu linh thạch cực phẩm của Diệp Huyên, Liên Vạn Lý cười tươi như hoa nở, người đâu, truyền ngự y ngự dụng của bản vương đến. Một lát sau, một cô gái đi vào đại điện. Cô gái mặc cung trang màu xanh nhạt, eo thắt một sợi đai lưng màu đỏ tía, vòng eo mảnh khảnh chỉ bằng một nắm tay. Khuôn mặt xinh đẹp không chút phấn son, mái tóc đen được buộc bằng 2 sợi vải màu trắng, phần tóc còn lại tùy ý xóa xuống, tung bay theo gió. Trong mắt nàng ta không chứa đựng chút tình cảm nào, chỉ có lạnh lẽo, mang lại cho người ta cảm giác không muốn người khác đến gần mình. Cô gái đi tới trước mặt Liên Vạn Lý, Liên Vạn Lý cười nói, A Lãnh, bệnh nhân này giao cho ngươi đấy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 408, Cô Quý. Cô gái tên A Lãnh gật nhẹ đầu, sau đó đi tới trước mặt Diệp Huyên, nàng ta kéo Diệp Huyên đến mép giường. Sau đó ngồi xổm giữa 2 chân hắn, Diệp Huyên nhận ra đây là một cô gái, vội vàng nói, nữ, nữ à. Liên Vạn Lý cười nói, ngự y của bản vương đương nhiên là nữ rồi, sao, ngươi có vấn đề gì à? Diệp Huyên đang muốn nói chuyện, lúc này, A Lãnh lấy 2 cây ngân châm ra đâm thẳng vào bắp đùi hắn, trong nháy mắt, 2 chân hắn đều mất đi chi giác. Diệp Huyên giận mình nói, cô muốn làm gì? Còn chưa nói xong. Hắn đã cảm thấy có một đôi tay nắm lấy chỗ nào đó dưới người mình, ấm áp, có hơi ngứa. A Lãnh ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên, vẻ mặt không chút cảm xúc, nắm chân ngươi thôi mà, lộn xộn cái gì. Còn nữa, ngươi đã xuất tinh nguyên, không phải lần đầu nữa rồi, ngượng ngùng cái gì. Diệp Huyên. Thác Bà Tiểu Yêu đi tới bên cạnh A Lãnh, hơi ngạc nhiên hỏi, đã xuất tinh nguyên, không phải lần đầu nữa, là có ý gì. Diệp Huyên. A Lãnh nhìn Thác Bà Tiểu Yêu, ngươi không biết à? Thác Bà Tiểu Yêu vội gật đầu, không biết. Cha ta nói nếu có nam nhân cởi quần áo trước mặt ta thì gọi ông ấy đánh chết kẻ đó. A Lãnh chỉ Diệp Huyên trên giường, vì sao ngươi không đánh chết hắn? Thác Bà Tiểu Yêu chớp mắt, hắn cởi quần mà, đâu có cởi quần áo đâu. Diệp Huyên thật sự cạn lời rồi. Liên Vạn Lý nghe xong cũng trợn mắt há mồm, hôm nay bản vương xem như có thêm kiến thức rồi. A Lãnh nhìn Thác Bà Tiểu Yêu một lúc lâu, cuối cùng nàng ta nghiêm túc hỏi, ngươi có biết sự khác nhau giữa nam nhân và nữ nhân không? Thác Bà Tiểu Yêu vội nói, đương nhiên là biết rồi. Khác ở đâu? A Lãnh hỏi. Khác ở đâu? Thác Bà Tiểu Yêu chớp mắt, hơi lắp bắp, chuyện này, chắc chắn ta biết khác ở đâu, ta không nói, ngươi cũng hiểu mà, đúng không? A Lãnh lắc đầu, nàng ta nắm lấy thư gốc rễ nào đó, biết cái này gọi là gì không? Diệp Huyên. Thác Bà Tiểu Yêu nhìn thứ trong tay A Lãnh, sau đó nhìn về phía Liên Vạn Lý. Liên Vạn Lý tự tin nói, bản vương trên biết tinh thần nhật nguyệt, dưới biết sơn hà địa lý, sao không biết thứ đó được. Sách cổ ghi chép thứ đó gọi là cổ quý, có thể cứng có thể mềm, có thể lớn có thể nhỏ. Tác dụng thì sao? A Lãnh hỏi tiếp. Liên Vạn Lý chớp mắt, tác dụng. Hỏi xong, nàng ta nhìn về phía Thác Bà Tiểu Yêu, Thác Bà Tiểu Yêu vội thu hồi ánh mắt khó hiểu. Nghiêm túc nói, tác dụng hả, ta cảm thấy là. Nói đến đây, nàng ta đột nhiên nhìn về phía A Lãnh, dù sao thì ngươi hiểu mà. Mọi người. A Lãnh còn muốn nói thêm, lúc này, Diệp Huyên chợt cất lời, đại tỷ, cầu xin cô trị liệu cho ta trước có được không? Ba nữ nhân này thật sự quá khủng khiếp. A Lãnh lạnh lùng nhìn Diệp Huyên một cái, yên tâm, có ta ở đây, thứ này của ngươi sẽ không hỏng đâu. Nói xong. Nàng ta mở một cái hộp bên cạnh mình, lấy 2 quả trứng phát ra ánh sáng màu đỏ mờ mờ ra, 2 quả trứng không lớn, to bằng nửa quả trứng gà, bên ngoài phát ra ánh sáng đỏ, có hơi nóng.
A Lãnh nhìn thoáng qua hai quả trứng trong tay, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên, đây đều là trứng của giao long cấp bậc yêu vương, bên trong ẩn chứa sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, nhưng ngươi yên tâm, ta đã kiểm tra thân thể của ngươi rồi, cơ thể của ngươi rất mạnh, có thể chấp nhận được. Diệp Huyên gật nhẹ đầu, tới đi. Bây giờ hắn không thể nghĩ được gì nữa rồi, chỉ muốn nhanh chóng bình thường lại thôi, hắn cũng không muốn biến thành thái giám. A Lãnh gật đầu, sau đó lấy một con dao nhỏ ra, nhanh chóng cua múa. Thác Bà Tiểu Yêu và Liên Vạn Lý ở bên cạnh tò mò vây xem, hai cô gái cứ nhìn chằm chằm như thế. Mà Diệp Huyên lúc này cũng không có quá nhiều cảm giác nữa, chỉ cảm thấy người dưới lạnh lẽo, lúc thì ấm áp, sau đó lại ngứa ngáy, rất kỳ lạ. Sau nửa canh giờ, Liên Vạn Lý đi ra ngoài, bên ngoài đại điện, một cô gái mặc áo giáp đeo bội kiếm đi tới cúi chào nàng ta, vương. Tất cả các nơi ở Thanh Châu đã xuất hiện tình trạng linh khí cạn kiệt, đặc biệt là rất nhiều nơi trong Đại Vân ta đã hoàn toàn hết sạch linh khí. Đối với võ giả, không còn linh khí cũng giống như cá rời nước vậy, khó mà sống nổi. Bây giờ tất cả các nơi bắt đầu náo loạn, giá của linh thạch cực phẩm và các nguồn năng lượng cũng không ngừng tăng lên. Nói đến đây, nàng ta dừng lại một lúc, sau đó tiếp tục, bây giờ linh khí các nơi đều đang biến mất một cách nhanh chóng, nếu còn tiếp tục như vậy, cả Thanh Châu sẽ hoàn toàn náo loạn, nên làm thế nào, mong vương mau chóng quyết định. Liên Vạn Lý im lặng một lúc lâu, khoảng một khắc sau, nàng ta ngẩng đầu nhìn lên trời, bây giờ chỉ có hai con đường, một là tìm kiếm linh mạch, giải quyết phần ngọn trước, hai là tìm cách trị tận gốc, cứu vớt Thanh Châu này. Nói đến đây, vẻ mặt nàng ta dần trở nên nghiêm túc, chiêu kiếm đó làm ảnh hưởng đến bản nguyên của Thanh Thương Giới, không chỉ Thanh Châu ta, e rằng cả Thanh Thương Giới đều rối loạn rồi. Thế giới rối loạn, nhân tính sẽ biến mất, vô số mặt khó coi sẽ lộ ra thôi, loạn thì loạn vậy. Đao Thanh Long của bản vương đã muốn giết người lắm rồi. Cô gái mặc áo giáp. Chương 409, tác dụng phụ. Diệp Huyên nằm im trong cung điện, A Lãnh không ngừng di chuyển dưới người hắn, Thác Bà Tiểu Yêu thì luôn đứng bên cạnh quan sát, trong mắt đầy vẻ tò mò. A Lãnh đột nhiên nhìn về phía Thác Bà Tiểu Yêu, Thác Bà Tiểu Yêu vội đứng thẳng, vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng nàng ta đã được thấy cảnh này vô số lần, không ngạc nhiên chút nào vậy. A Lãnh chỉ vào thân dưới của Diệp Huyên, thứ này là nơi yếu ớt nhất của nam nhân, sau này nếu đấu với người khác có thể tấn công vào đây, đập một búa xuống, kẻ thù chắc chắn sẽ mất sức chiến đấu. Diệp Huyên. Thác Bà Tiểu Yêu gật đầu đăm chiêu, nhìn vẻ mặt đó của nàng ta, chắc chắn là sau này nhất định sẽ thử. Cứ thế, sau khi loay hoay khoảng nửa canh giờ, nàng ta vỗ tay một cái. Đứng dậy đi sang một bên bắt đầu rửa tay, rửa mất nửa canh giờ, vừa rửa vừa không ngừng lẩm bẩm, cũng không biết đang đọc cái gì. Thác Bà Tiểu Yêu ngồi bên giường Diệp Huyên, tò mò nhìn chằm chằm thân dưới của hắn. Diệp Huyên không còn gì để nói, lấy một bộ quần áo ra mặc vào. Thác Bà Tiểu Yêu liếc Diệp Huyên, lòng dạ hẹp hòi. Diệp Huyên lắc đầu chịu thua, hắn đã không muốn nói chuyện với Thác Bà Tiểu Yêu nữa rồi, nha đầu này quá vô tư rồi. A Lãnh ở một bên đột nhiên đi tới, nàng ta lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, một canh giờ sau, có lẽ chỗ đó của ngươi sẽ hồi phục chi giác. Đến lúc đó có lẽ sẽ có một vài tác dụng phụ, nhớ cẩn thận chút. Nói xong, nàng ta xoay người đi mất. Tác dụng phụ. Diệp Huyên vội vàng ngồi dậy, tác dụng phụ gì? Này, cô đừng đi chứ, nói rõ chút đi. A Lãnh cũng không quay đầu, nhanh chóng biến mất ở bên ngoài đại điện. Diệp Huyên sa sầm mặt. Tác dụng phụ. Sẽ có tác dụng phụ gì đây? Đương nhiên hắn phải lo lắng rồi, dẫu sao đây cũng là bảo bối của mình mà. Ngự y này hơi không đáng tin đó. Lúc này, Thác Bà Tiểu Yêu đột nhiên ngồi xuống trước mặt Diệp Huyên, nàng ta giơ nhẫn chứa đồ trong tay, cười híp mắt nói kiếm tu, biết trong này có gì không? Diệp Huyên lắc đầu, có cái gì? Thác Bà Tiểu Yêu lập tức hăng hái nói, khoảng 3 tỷ kim tệ, khoảng 26 triệu linh thạch cực phẩm. Còn có 4 quyển võ ký bậc thiên, 2 quyển công pháp bậc thiên, rất nhiều võ ký bậc địa nữa. À, còn cả 5 linh khí bậc chân, 10 linh khí bậc minh, 96 linh khí cực phẩm nữa. Nói đến đây, nàng ta chớp mắt, hơi cong môi, và cả 1.300 linh thạch ngọc phẩm đấy. Ngoài ra, nói xong, nàng ta lén nhìn xung quanh, sau đó cúi người nói bên tai Diệp Huyên, còn có một linh mạch cực phẩm nữa, đã bị ta lén giấu trong túi càn khôn. Ta cũng không dám nói cho người khác biết. Linh mạch cực phẩm. Nghe vậy, vẻ mặt Diệp Huyên trở nên nghiêm nghị. Ở địa giới Thanh Châu này,
Thứ thường thấy nhất là mỏ vàng, kim tệ được xem là đơn vị mua bán ở địa giới Thanh Châu. Mà chính quy nhất thật ra là linh mạch, vì nơi có linh mạch sẽ có linh khí dồi dào, thích hợp để tu luyện. Hơn nữa linh mạch nằm trong lòng đất còn có thể sinh ra linh thạch, đây là một tài nguyên không giới hạn. Linh mạch có linh mạch hạ phẩm, linh mạch thượng phẩm, linh mạch cực phẩm, linh mạch ngọc phẩm, linh mạch địa phẩm, linh mạch thiên phẩm. Nghe đồn linh mạch thiên phẩm đã có ý thức, có thể biến hình, mà loại linh mạch này dù là ở trung thổ thần châu cũng cực kỳ hiếm có. Linh mạch quý giá nhất từng xuất hiện ở Thanh Châu cũng chỉ là linh mạch ngọc phẩm. Núi lưỡng giới ở Khương Quốc từng xuất hiện một cái, đã bị người ta cướp đi rồi. Linh mạch là thứ những tông môn thế lực kia muốn tranh giành. Ở Thanh Châu này, một linh mạch cực phẩm có thể nói là vô cùng quý giá. Diệp Huyên im lặng một lát, sau đó nói tiểu yêu, linh mạch này rất quan trọng với ta, như vậy đi, linh mạch thuộc về ta, những thứ còn lại tùy cô chọn. Thác bà tiểu yêu lắc đầu, quan trọng với ngươi thì ngươi cứ lấy. Những thứ còn lại chúng ta cũng chia đều. Dù sao thì nhà ta cũng có rất nhiều thứ này, ta cũng không thiếu. Còn nữa, nếu không nhờ có ngươi, ta cũng không thể lấy được nhiều thứ như thế. Nói xong, nàng ta bèn chia một nửa thứ thu hoạch được ở Học viện Thương Mộc cho Diệp Huyên. Lúc này, Diệp Huyên đã có tới 2 tỷ kim tệ, 13 triệu linh thạch cực phẩm, 2 quyển võ ký bậc thiên, 1 quyển công pháp bậc thiên, 8 quyển võ ký bậc địa, 2 linh khí bậc chân. Nhưng tiếc là hai linh khí này đều không phải kiếm, là một cây thương và một thanh đao. Ngoài ra còn có 6 linh khí bậc minh, 50 linh khí cực phẩm. Còn có 20 bộ trang bị của kỵ binh Hắc Diễm. Phát tài. Đối với cá nhân hắn, hắn bây giờ thật sự là phát tài rồi, những thứ này đã đủ để hắn đột phá ngự pháp cảnh. Thác bà tiểu yêu cũng vui như hoa nở, dù nàng ta không thiếu tiền, nhưng những thứ này thật sự rất có giá trị. Dù là gia tộc của nàng ta muốn một lần lấy ra nhiều thứ như vậy cũng không phải đơn giản, mà nàng ta lại kiếm được một khoản tiền lớn như thế, trở về chắc chắn sẽ nở mày nở mặt. Vì sở dĩ nàng ta ra ngoài là do cha hay nói nàng ta phá của. Mà bây giờ, trước khi đột phá ngự pháp cảnh, nàng ta đã không cần xin tiền trong Hà nữa rồi. Cảm thấy rất thành công. Thác bà tiểu yêu rất thích cảm giác thành công này. Sau khi đuổi thác bà tiểu yêu đi, Diệp Huyên bắt đầu kiểm tra tình trạng của mình. Trước đó, sau khi hắn bị tả viện sứ làm bị thương nặng, kiếm liên tú gãy vỡ, khoảnh khắc đó, thật ra hắn đã chẳng khác một người bình thường là mấy rồi. Chương 410, Thống nhất Thanh Thương Giới. Nhưng dưới tình huống tu vi trên người không còn nữa, hắn lại nghĩ kỹ một chuyện. Kiếm tu không còn kiếm sẽ không phải kiếm tu nữa sao? Đây là câu cô gái bí ẩn hỏi hắn, hắn từng trả lời nàng ta rồi. Nhưng hắn biết thật ra hắn chỉ hiểu rõ bề mặt của câu nói này thôi, vì nó không hề đơn giản, trong đó bao hàm một vài thứ mà có lẽ bây giờ hắn vẫn không thể hiểu được. Vì hắn đã không thể dùng bất cứ ngôn ngữ nào để hình dung về sự mạnh mẽ của cô gái bí ẩn nữa, hơn nữa nàng ta chẳng có thanh kiếm nào, nhưng vẫn mạnh như thế. Trước mắt hắn hiểu được một điều, người mới là nền móng, nếu người mạnh thì kiếm cũng sẽ mạnh, dù là một sợi tóc cũng có thể trở thành thanh kiếm tuyệt thế. Còn nếu người yếu, dù là thanh kiếm tốt nhất trong thiên địa mình cũng không hàng phục được, càng không sử dụng được. Dù là tu đạo nào, thật ra cũng đều là tu luyện tâm của mình. Nhận thức nội tâm, nghe theo nội tâm, khuất phục nội tâm. Đương nhiên nói thì đơn giản, thật sự làm được thì khó lắm. Trên giường, Diệp Huyên lắc đầu thở dài, lúc này hắn mới phát hiện con đường kiếm đạo còn phức tạp, khó khăn hơn hắn tưởng tượng nhiều. Mà điều hắn có thể làm bây giờ thật ra không phải nghĩ về con đường tương lai, mà là đi vững từng bước hiện tại mới là quan trọng nhất. Lúc này, Liên Vạn Lý đột nhiên đi vào, nàng ta nhìn Diệp Huyên nằm trên giường, cười nói, Diệp quốc sĩ đỡ hơn chưa? Diệp Huyên ngồi dậy, hắn vỗ nhẹ lên đôi chân hơi tê của mình, Liên cô nương, nếu có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi. Liên Vạn Lý tiếp tục nhẹ nhàng đi tới trước cái ghế dựa mềm đối diện Diệp Huyên, sau khi ngồi xuống. Nàng ta chắp hai tay đặt lên đầu gối mình, trông vô cùng tao nhã. Nàng ta nhìn Diệp Huyên, nở nụ cười hòa ái, Diệp quốc sĩ, bây giờ cảm thấy thế nào? Diệp Huyên nói, Liên cô nương, có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Hắn xem như đã nhìn rõ rồi, người phụ nữ trước mặt hoàn toàn không phải một ngọn đèn cạn dầu, đừng thấy nàng ta hòa ái dễ gần, nhưng nàng ta có thể ăn tươi nuốt sống bạn đấy.
Liên Vạn Lý nghiêm túc nói, e rằng Diệp quốc sĩ có hiểu lầm gì với ta rồi. Không không. Diệp Huyên liên tục lắc đầu, Liên cô nương trượng nghĩa cứu giúp, sao ta lại có hiểu lầm với cô nương được. Nếu Liên cô nương có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi. Liên Vạn Lý cười khẽ, cũng được, ta cũng không lãng phí thời gian nữa. Diệp quốc sĩ hôn mê 2 ngày, khoảng thời gian này, Diệp quốc sĩ cũng không hiểu rõ tình hình ở Thanh Châu, linh khí bị hao tổn, các nơi đã xuất hiện tình trạng khô cạn linh khí, theo ta được biết đã có mấy tòa thành ở Khương quốc của ngươi bị khô cạn linh khí rồi, trong đó còn có mấy tòa thành xảy ra náo loạn nữa. Diệp Huyên im lặng. Ảnh hưởng đến bản nguyên, không nói cũng biết chắc chắn là do chiêu kiếm của cô gái bí ẩn. Nàng ấy thật sự muốn diệt thế bằng một chiêu kiếm, không phải đang đùa. Diệp Huyên lắc đầu cười khổ, bây giờ nghĩ lại mà còn thấy sợ, lúc đó nếu không nhờ hắn ngăn cản, e rằng Thanh Châu đã bị một chiêu kiếm của nàng ấy phá hủy rồi. Kiếm tiên tỷ tỷ này thật sự quá nóng này. Liên Vạn Lý đột nhiên đứng lên, nàng ta đi đến trước mặt Diệp Huyên, nghiêm mặt nói, Diệp quốc sĩ, bây giờ Thanh Châu rối loạn không yên, nếu còn tiếp tục nữa thì sẽ xuất hiện các kiểu bạo loạn. Vào thời khắc nguy cấp này rất cần Diệp quốc sĩ đứng ra cứu vớt bá tánh trong thiên hạ. Bản vương đại diện nghìn tỷ sinh linh của Thanh Châu cảm ơn Diệp quốc sĩ, ta. Diệp Huyên đột nhiên lắc đầu, ngắt lời Liên Vạn Lý, cứu vớt bá tánh trong thiên hạ. Liên cô nương, ta từng nói sẽ cứu vớt bá tánh trong thiên hạ sao? Liên Vạn Lý chớp mắt, ngươi không muốn ư. Diệp Huyên lắc đầu, Liên cô nương, Diệp mỗ chỉ là một kiếm tu thông u cảnh nho nhỏ thôi, bá tánh trong thiên hạ này cũng không đến lượt Diệp mỗ cứu vớt. Đợi sau khi vết thương của ta lành rồi, ta sẽ trở về Khương quốc, và việc náo loạn trong Khương quốc cũng không cần Liên cô nương quan tâm, chúng ta sẽ tự xử lý ổn thỏa. Liên Vạn Lý lại ngồi xuống, nàng ta không nói gì, giơ tay ra, một quả táo ở trên mặt bàn cách đó mấy trượng bay vào tay nàng ta cắn một miếng, sau đó nhẹ giọng nói e rằng Diệp quốc sĩ không xứng với hai chữ quốc sĩ rồi. Diệp Huyên cười nói, ta là quốc sĩ của Khương quốc, không phải quốc sĩ của Đại Vân. Liên Vạn Lý nhìn thẳng vào Diệp Huyên, sở dĩ Thanh Châu bị như thế đều là do Diệp quốc sĩ không động lòng chắc ẩn chút nào sao. Diệp Huyên cười đáp, dường như nguyên nhân của chuyện này là Học viện Thương Mộc và Thế Giới Ngầm, vì sao Liên cô nương không đi truy cứu họ ấy. Liên Vạn Lý còn muốn nói thêm, Diệp Huyên lại phất tay một cái, Liên cô nương, Diệp mỗ cũng không bị ngốc, nếu Liên cô nương còn muốn nói những chuyện vô căn cứ này nữa, sẽ chỉ khiến Diệp mỗ xem thường Liên cô nương thôi. Liên Vạn Lý đứng dậy đi tới trước mặt Diệp Huyên, không chỉ Thanh Châu, cả Thanh Thương giới đều đã xuất hiện náo loạn, ta nhận được tin đã có rất nhiều lính đánh thuê và các thế lực ở Trung Thổ Thần Châu đến đây để cướp đoạt. Nói đến đây, nàng ta đột nhiên ôm lấy vai Diệp Huyên, hơi hưng phấn nói, nếu bọn họ cướp của chúng ta, vì sao chúng ta không thể cướp của bọn họ chứ? Ngươi liên thủ với ta, chúng ta lật đổ Trung Thổ Thần Châu, thống nhất Thanh Thương giới. Diệp Huyên đang muốn nói chuyện. Đột nhiên, thứ ở thân dưới của hắn ngẩng cao, cùng lúc đó, mạch máu cả người hắn thoáng chốc căng lên. Cả ngươi sung huyết. Đầu óc Diệp Huyên lập tức trống rỗng, hắn ôm lấy Liên Vạn Lý đè xuống dưới người, mà quần áo của hắn và Liên Vạn Lý gần như đều bị nhiệt lượng tản ra từ trên người hắn đốt thành cho bụi. Chương 411, Thanh Long Thôn Nguyệt. Tác dụng phụ. Đây là ý nghĩ cuối cùng của Diệp Huyên khi tỉnh táo. Trong điện. Biến cố đột nhiên xảy ra khiến đầu óc Liên Vạn Lý nhất thời trở nên trống rỗng, khi nàng ta hoàn hồn lại thì cảm thấy có thứ gì đó chui vào thân dưới của mình một cách rất thô bạo, rất dã man. Trong chốc lát, bùm, Diệp Huyên lập tức văng thẳng ra ngoài điện mấy trăm trượng. Khi hắn rơi xuống đất, mặt đất phía dưới hắn lập tức nứt toác, mọi thứ đều rạn nứt kể cả thân thể của Diệp Huyên. Giờ phút này, toàn thân hắn hoàn toàn bị nứt ra như mạng nhện. Máu không ngừng tràn ra từ các vết nứt trên cơ thể, trong chớp mắt hắn đã trở thành một người toàn máu. Ở cửa đại điện, Liên Vạn Lý bước ra, nàng ta lúc này mặc bộ trường bào đỏ sậm, mái tóc dài phấp phới, vẻ mặt lạnh như băng, tay cầm trường đao Thanh Long, con đao dài 9 thước 9, nặng ít nhất 1000 cân, hoa văn trên thân đao là một con Thanh Long Thôn Nguyệt. Liên Vạn Lý cầm đao Thanh Long bước về phía Diệp Huyên, nàng ta kéo lê con đao. Đi đến đâu mặt đất cũng bắt đầu nứt ra từng khúc. Nhưng ngay lúc này, Thác Bà Tiểu Yêu đột nhiên xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên, nàng ta ôm lấy Diệp Huyên bỏ chạy.
Liên Vạn Lý cau mày, đang định đuổi theo thì A Lãnh bỗng chạy tới trước mặt nàng ta, tên Diệp Huyên đó có xúc phạm đến vương không? Liên Vạn Lý nhìn A Lãnh, tại sao tính tình của hắn lại thay đổi nhiều như vậy, giọng nói lạnh băng hàm chứa chút sát ý lạnh lẽo. Thấy Liên Vạn Lý thật sự tức giận, A Lãnh thầm giận mình, hơi cúi đầu đáp vương, thứ mà Diệp Huyên hoán đổi là trứng linh dao. Bản tính linh dao dâm đáng, trong trứng linh dao chứa hơi thở kích dục mạnh nhất thiên hạ. Nếu có phái nữ đến gần, thứ này sẽ tự động xâm nhập vào mạch máu toàn thân hắn. Khi đó hắn có thể sẽ... Liên Vạn Lý cau mày chặt hơn, sao ngươi lại đổi cho hắn tà vật này? A Lãnh nhìn Liên Vạn Lý, nhẹ giọng trả lời, vương, người đã nói là đổi cho hắn chút tác dụng phụ, đừng để hắn thoải mái quá. Càng về cuối, giọng nàng ta càng lúc càng nhỏ, nhỏ như tiếng muỗi kêu. Nhưng Liên Vạn Lý vẫn nghe rõ. Sau khi nghe A Lãnh nói, Liên Vạn Lý không nói gì nữa mà xách đao xoay người rời đi. A Lãnh lập tức thở dài một hơi. Đây là lần đầu tiên nàng ta nhìn thấy Liên Vạn Lý tức giận như vậy, cũng không biết tên Diệp Huyên kia đã làm gì. Thác Bà Tiểu Yêu đưa Diệp Huyên ra khỏi Hoàng Cung, vì trước đó Liên Vạn Lý đã căn dặn không được ngăn cản Thác Bà Tiểu Yêu, vì vậy trên đường nàng ta đưa Diệp Huyên đi rất suôn sẻ. Sau khi ra khỏi Hoàng Cung, Thác Bà Tiểu Yêu đưa Diệp Huyên đến một căn nhà cũ bỏ hoang. Nàng ta để Diệp Huyên xuống đất, sau đó lấy ra một chai nhỏ màu tím. Đổ một viên đan dược màu tím ra rồi đút cho Diệp Huyên. Sau khi Diệp Huyên nuốt đan dược xuống, một luồng khí tím nhạt lập tức bao phủ toàn thân hắn, ngay sau đó những vết nứt trên cơ thể hắn bắt đầu khôi phục với tốc độ cực nhanh. Nhìn thấy cảnh này, Thác Bà Tiểu Yêu lập tức thở dài, nàng ta quay đầu nhìn về hướng Hoàng Cung, thở dài nói, Liên tỷ thật lợi hại. Nói xong, nàng ta cúi đầu nhìn Diệp Huyên, kiếm tu, ngươi đã làm chuyện xấu gì đúng không? Diệp Huyên không trả lời, thật ra lúc này hắn đã tỉnh táo hơn chút. Khoảnh khắc văng ra ngoài từ trong đại điện, hắn suýt chút nữa đã bị đánh chết. Nếu không phải thân thể hắn đủ mạnh thì hắn đã chết rồi. Vào lúc đó, Liên Vạn Lý thật sự có ý định giết người. Thực ra hắn cũng oan uổng. Bởi vì khi đó hắn cảm thấy toàn thân mình trở nên phấn khích, hơn nữa lúc hắn yếu ớt nhất, hắn hoàn toàn không kiềm chế được cảm giác khô nóng kia. Cho nên khi đó hắn mới làm ra chuyện mất kiểm soát. Còn rốt cuộc là có làm hay không, thật ra hắn cũng không rõ cho lắm. Như nghĩ tới gì đó, hắn ngồi phắt dậy, dùng kiếm nhìn xuống phía dưới của mình. Một lát sau, hắn thấp giọng thở dài rồi lại nằm xuống. Lúc này, Thác Bà Tiểu Yêu chỉ vào hạ bộ của Diệp Huyên, kiếm tu, phía dưới của ngươi chảy máu xong chưa? Ngươi! Diệp Huyên vội vàng lấy ra một bộ quần áo mặc vào. Tiểu Yêu này cũng thật là, không biết sự khác biệt giữa nam và nữ chút nào cả. Thác Bà Tiểu Yêu trừng mắt nhìn Diệp Huyên, thật nhỏ mọn, nhìn một chút cũng đâu bị hỏng. Diệp Huyên cạn lời, rốt cuộc nha đầu này trưởng thành kiểu gì mà vô tư đến vậy. Hắn không để ý Thác Bà Tiểu Yêu nữa mà bắt đầu chữa thương, lúc này hắn mới kinh hãi phát hiện vết thương toàn thân đã lành lại gần hết. Diệp Huyên vội vàng hỏi, Tiểu Yêu, lúc nãy cô cho ta uống đan dược gì vậy? Thác Bà Tiểu Yêu có chút đắc ý, đan tử linh, cái này rất rất đắt, một viên gần 2 triệu linh thạch cực phẩm, hơn nữa chưa chắc có thể mua được. Mỗi tháng cha ta chỉ cho ta 5 viên, bây giờ chỉ còn 4 viên. 2 triệu linh thạch cực phẩm. Diệp Huyên hơi xấu hổ, quả thật rất đắt, mặc dù đắt nhưng hiệu quả của nó cũng quá tốt. Như nghĩ đến gì đó, Diệp Huyên đột nhiên hỏi, Tiểu Yêu, cô đã ra ngoài bao lâu rồi? Thác Bà Tiểu Yêu nghĩ ngợi rồi đáp, ta không nói thì ngươi cũng biết mà, phải không? Diệp Huyên sầm mặt lại, suýt nữa hắn đã nhảy dựng lên cho nha đầu này một cái tát. Cô không biết thì nói không biết, trả lời ta không nói thì ngươi cũng biết là sao? Có cách đùa kiểu đó à? Lúc này, Thác Bà Tiểu Yêu bỗng nhiên ngồi xuống đất, hai tay ôm đầu gối, có chút không vui, dù sao ta cũng sẽ không về. Sao vậy? Diệp Huyên tò mò hỏi. Thác Bà Tiểu Yêu lạnh lùng đáp, cha ta nói ta phá của, nói ta là đứa con phá của đầu tiên của gia tộc chúng ta. Diệp Huyên lại hỏi, cô phá thứ gì? Mặt Thác Bà Tiểu Yêu không chút cảm xúc, cũng không có gì, chỉ là làm mất một bảo vật bậc thiên của gia đình thôi. Chương 412, nệ mặt ta, thả ông ấy ra, được chứ? Diệp Huyên trợn mắt ngoác mồm, bảo vật bậc thiên, làm mất.
Thác bà tiểu yêu khịt mũi một tiếng, ta cũng đâu muốn. Ta chỉ đem ra ngoài chơi một lúc, do nó tự chạy mất. Nó tự chạy chứ đâu phải ta để nó chạy, cha ta không trách nó mà lại đi trách ta, có công bằng không? Nếu không phải vì ông ấy là cha ta đã vì việc nước quên tình nhà từ lâu rồi. Vì việc nước quên tình nhà. Diệp Huyên. Rõ ràng thác bà tiểu yêu vẫn còn hơi ấm ức, nàng ta ngồi bên cạnh Diệp Huyên, mặt mày giận dữ kiếm tu, ngươi là người thành thật nhất, ngươi nói đi, việc này là lỗi của ta sao? Ta cũng không để bảo vật bậc thiên đó chạy, nó thật sự tự chạy mất, ta cũng không có cách nào. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói, hiểu rồi, việc này không thể đổ lỗi cho cô, chủ yếu là lỗi của bảo vật bậc thiên đó, sao nó lại chạy mất chứ? Nếu nó không chạy thì tất cả những vấn đề kia cũng mất, đúng không? Thác bà tiểu yêu nhìn Diệp Huyên, nghiêm túc nói, nếu cha ta thông minh bằng một nửa ngươi, ta đã không bỏ nhà ra đi rồi. Diệp Huyên lắc đầu cười, hắn vẫn quyết định khuyên nhủ tiểu yêu, cô bỏ nhà đi lâu vậy rồi, chắc chắn cha cô sẽ lo lắng, cô nói xem. Thác bà tiểu yêu hừ một tiếng, nếu ông ấy không đi tìm ta, ta sẽ không bao giờ về nhà. Tại sao? Diệp Huyên hơi khó hiểu. Thác bà tiểu yêu lạnh nhạt đáp, cứ vậy mà về thì có mất mặt lắm không? Ông ấy không đi tìm ta, ta sẽ không bao giờ về. Diệp Huyên. Thác bà tiểu yêu khoát tay áo, đừng bàn về cha ta nữa, đây là một chủ đề đau lòng. Nói xong, nàng ta nhìn sang Diệp Huyên, tiểu Diệp tử, giờ ngươi đã khỏe hơn nhiều rồi phải không? Diệp Huyên kiểm tra cơ thể mình, lúc này cơ thể hắn đã lành lặn 8-9 phần rồi. Diệp Huyên nghĩ ngợi rồi nói, tiểu yêu, hay là cô tạm thời theo ta tới Khương Quốc trước đi. Ta đã sáng lập học viện Thương Lan ở đó, ta là viện trưởng. Viện trưởng. Hai mắt thác bà tiểu yêu tỏa sáng, ngươi là viện trưởng. Diệp Huyên gật đầu, nếu một người ưu tú như cô đến học viện Thương Lan của ta, ít nhất cô cũng là phó viện trưởng, thế nào? Thác bà tiểu yêu chớp mắt, vì sao chỉ là phó viện trưởng? Diệp Huyên nghiêm mặt đáp, làm viện trưởng. Mỗi ngày phải xử lý rất nhiều việc, còn làm phó viện trưởng thì cả này không phải làm gì, vô cùng thoải mái. Thác bà tiểu yêu suy nghĩ, cuối cùng nàng ta không quá bằng lòng nói, phó viện trưởng thì phó viện trưởng, dù sao cũng là viện trưởng. Diệp Huyên cười bảo, yên tâm, học viện Thương Lan rất thú vị, chúng ta đi thôi. Dứt lời, hắn dẫn thác bà tiểu yêu rời khỏi nhà cổ rồi đi đến Túy Tiên Lâu. Sau khi đánh một trận với học viện Thương Mộc, thực ra cả Thanh Châu đã xôn xao, nhưng vì nguyên do linh khí đột nhiên cạn kiệt nên bây giờ không có bao nhiêu người chú ý đến chuyện của học viện Thương Mộc với Diệp Huyên, hiện tại khắp Thanh Châu đều sống trong hoang mang lo sợ. Võ giả có thể nâng cao tuổi thọ bằng cách tu luyện, nhưng nếu không có linh khí cũng có nghĩa là không thể tu luyện, mà không thể tu luyện cũng có nghĩa không thể tăng tuổi thọ. Không có linh khí thì thật sự sẽ chết. Bây giờ giá linh thạch ở Thanh Châu đã tăng vọt. 3.000 kim tệ thậm chí không mua được một viên linh thạch cực phẩm. Kim tệ đang mất giá, mà linh thạch cực phẩm lại điên cuồng lên giá. Có thể nói, đồng tiền mạnh ở Thanh Châu bây giờ không còn là kim tệ nữa mà là linh thạch. Thời buổi loạn lạc đã đến, rất nhiều người đánh mất nhân tính nên đã xảy ra vô số chuyện tàn ác vô nhân đạo như cướp bóc, giết hại khắp Thanh Châu. Mà bây giờ, Diệp Huyên chỉ muốn nhanh chóng trở lại Khương Quốc. Diệp Huyên dẫn thác bà tiểu yêu tới Túy Tiên Lâu, người tiếp đón hắn là một quản sự. Quản sự hơi khom lưng với Diệp Huyên, Diệp công tử có cần gì không? Diệp Huyên đáp, cho ta một chiếc thuyền bay, ta muốn lập tức trở về Khương Quốc. Quản sự gật đầu, Diệp công tử đợi một lát, ta sẽ đi thu xếp, nhiều nhất là 15 phút. Nói xong, ông ta xoay người rời đi. Diệp Huyên nhìn thác bà tiểu yêu, nàng ta đang ngồi trên ghế, nhìn xung quanh như có điều suy nghĩ. Đang nghĩ gì thế? Diệp Huyên hỏi. Thác bà tiểu yêu chạy tới trước mặt Diệp Huyên, nhỏ giọng nói, Túy Tiên Lâu này rất giàu, có muốn ăn cướp gì không? Diệp Huyên. Nhưng ngay lúc này, mặt thác bà tiểu yêu và Diệp Huyên biến sắc, ngay sau đó cả hai cùng lúc biến mất tại chỗ, khi họ xuất hiện lại đã ở bên ngoài Túy Tiên Lâu, mà sau lưng họ, Túy Tiên Lâu sụp đổ ầm ầm. Một người đàn ông mặc áo choàng đen đang đứng phía trên Túy Tiên Lâu đã là đống đổ nát. Tay phải người đàn ông đang bóp cổ một ông lão. Quản sự của Túy Tiên Lâu khi nãy. Người đàn ông nhìn quản sự rồi nhếch mép cười, nụ cười có chút âm u, lão tử từ Trung Thổ Thần Châu tới tận đây mà ông lại nói Túy Tiên Lâu chỉ có 2 triệu linh thạch cực phẩm. Ông đang nói đùa với ta sao? Dứt lời,
Tay gã bắt đầu siết chặt, mặt lão quản sự lập tức bắt đầu tím tái, khó thở. Lúc này, Diệp Huyên cách đó không xa bỗng lên tiếng, vị huynh đệ kia, nể mặt ta, thả ông ấy ra, được chứ? Người đàn ông áo mặc choàng quay đầu nhìn Diệp Huyên, sau đó gã đột nhiên siết chặt tay. Rắc, cổ của lão quản sự lập tức bị bóp gãy. Người đàn ông mặc áo choàng thả lỏng tay, quản sự rơi xuống đất, không còn hơi thở. Sau đó gã nhìn về phía Diệp Huyên, nhếch mép cười thả rồi đó. Chương 413, ta còn chưa nói nữa. Đã chết. Diệp Huyên đứng tại chỗ, yên lặng không nói gì. Trong thời buổi loạn lạc này, nếu là người không có thực lực thì thật sự chỉ có thể mặc cho người khác xâu xé. Sống hay chết, vinh hay nhục, không ai có thể tự quyết định. Đây chính là thực tế tàn khốc. Đối diện Diệp Huyên, người đàn ông mặc áo choàng quan sát Diệp Huyên, sau đó nở nụ cười mỉa mai, một tên mù lòa không biết lượng sức mình, lại muốn học người khác xen vào chuyện bao đồng. Tự đánh giá mình quá cao rồi đấy. Dứt lời, gã đột nhiên lao nhanh về phía Diệp Huyên. Lúc này, Diệp Huyên biến mất tại chỗ. Một tia kiếm quang chợt lóe. Xoẹt. Một tiếng xé rách vang lên. Sau một hơi thở, xung quanh trở nên yên tĩnh. Diệp Huyên xuất hiện ở vị trí mà người đàn ông mặc áo choàng đã đứng, còn gã thì đứng ở vị trí mà Diệp Huyên đã đứng ban đầu. Hai người cách nhau 5, 6 trượng. Toàn bộ cánh tay phải của người đàn ông mặc áo choàng đã biến mất, máu từ bả vai gã phun ra như suối, mặt gã cực kỳ tái nhợt, trong mắt tràn đầy nghiêm túc. Mà Diệp Huyên lại hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ là trong tay hắn có thêm một thanh kiếm từ lúc nào chẳng hay. Diệp Huyên xoay người đi về phía người đàn ông mặc áo choàng. Gã cũng quay lại, nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, ngươi cũng đến từ Trung Thổ Thần Châu. Diệp Huyên không trả lời, hắn cầm kiếm bước tới chỗ cách người đàn ông mặc áo choàng hơn một trượng, đang định nói thì lúc này, một cây búa đinh đánh thẳng vào đầu gã. Ầm! Đầu của người đàn ông mặc áo choàng lập tức nổ tung, tử vong tại chỗ. Diệp Huyên ngẩn ra, sau đó hắn nhìn sang Thác Bạt Tiểu Yêu, ta còn chưa nói nữa. Thác Bạt Tiểu Yêu vẫy tay. Búa đinh bay về lại trong tay nàng ta nhìn Diệp Huyên, giờ ngươi cũng có thể nói mà. Hơn nữa bây giờ ngươi nói gì thì là cái đó, hắn ta hoàn toàn không thể phản kháng. Diệp Huyên. Lúc này, Thác Bạt Tiểu Yêu đột nhiên bước đến trước mặt Diệp Huyên, nhẹ giọng hỏi, ngươi có cảm thấy ta có chút bạo lực không? Diệp Huyên cạn lời, cô không phải có chút mà là rất bạo lực, biết không? Thác Bạt Tiểu Yêu hơi bất đắc dĩ nói. Đại bá ta nói nữ hài tử phải biết cách bảo vệ mình khi đi ra ngoài. Nếu không giả vờ hung thì rất dễ bị người khác bắt nạt. Vậy nên ta rất cẩn thận mỗi khi ra ngoài, chỉ cần phát hiện đối phương gây nguy hiểm cho ta, ta sẽ đánh chết hắn bằng một búa không được thì hai búa, đánh tới khi nào chết thì thôi. Nàng ta nói rất nghiêm túc, rõ ràng nàng ta đã luôn làm như vậy. Diệp Huyên cười khổ, đừng thấy nha đầu này nhí nha nhí nhảnh mà tưởng hiền. Thật ra nàng ta là một nhân vật vô cùng nguy hiểm. Diệp Huyên không nghĩ ngợi thêm nữa, hắn vẫy tay phải, nhẫn chứa đề của người đàn ông mặc áo choàng lập tức bay vào tay hắn. Nhìn chiếc nhẫn, Diệp Huyên hơi bất ngờ vì linh thạch cực phẩm của người đàn ông này lại có hơn 2 triệu viên, hơn nữa còn có một thanh kiếm bậc minh. Còn rất nhiều thứ linh tinh khác, tính ra ước chừng 12 triệu kim tệ. Một khoản lời nhỏ. Sau khi Diệp Huyên chia đồ cho Thác Bạt Tiểu Yêu, nàng ta lập tức cười tô toét, bởi vì nàng ta lại kiếm được thêm 1 triệu linh thạch cực phẩm. Còn thanh kiếm bậc minh kia thuộc về Diệp Huyên. Lúc này, một ông lão đột nhiên xuất hiện cách Diệp Huyên và Thác Bạt Tiểu Yêu không xa, người đến chính là Lục Lâu chủ của Túy Tiên Lâu. Mà giờ phút này, khóe miệng Lục Lâu chủ có vết máu, hiển nhiên là đã bị thương. Lục Lâu chủ nhìn đống đổ nát cách đó không xa, vẻ mặt lạnh lẽo, như nghĩ tới gì đó. Ông ta nhìn về phía Diệp Huyên, đa tạ Diệp công tử ra tay giúp đỡ. Diệp Huyên bước đến trước mặt Lục Lâu chủ, tiền bối, Túy Tiên Lâu đã xảy ra chuyện gì? Lục Lâu chủ gật đầu, tiểu hữu hẳn cũng biết giờ đây nguồn gốc của cả thanh thương giới đều đã chịu thiệt hại, đặc biệt là Thanh Châu càng nghiêm trọng hơn. Vì thiếu hụt linh khí, rất nhiều người bắt đầu làm loạn. Trung Thổ Thần Châu vẫn chưa rối loạn đến mức này vì có người hộ giới bảo vệ trật tự, nhiều người chưa dám làm loạn trắng trợn, nhưng nói tới đây, ông ta lắc đầu thở dài, nhưng Thanh Châu và Thương Lan Châu không còn trật tự gì có thể nói nữa. Một số thế lực, lính đánh thuê và tán tu của Trung Thổ Thần Châu đã rời mục tiêu đến Thanh Châu và Thương Lan Châu, họ muốn phát tài trong thời buổi loạn lạc này.
Chẳng phải Thanh Châu cũng có người hộ giới à? Thác Bạt Tiểu Yêu đột nhiên hỏi. Lục Lâu Chủ khẽ lắc đầu, ta đã nhận được tin, vì Trung Thổ Thần Châu thiếu người nên Liên minh hộ giới điều động toàn bộ người hộ giới của Thanh Châu và Thương Lan Châu về Trung Thổ Thần Châu. Cũng chính vì vậy nên một số thế lực ở Trung Thổ Thần Châu mới rời mục tiêu sang Thanh Châu và Thương Lan Châu. Mà Túy Tiên Lâu ta không thể nghi ngờ là đối tượng chính của những người này. Thác Bạt Tiểu Yêu gật đầu, đúng vậy, Túy Tiên Lâu các ông rất giàu, ngay cả ta cũng muốn cướp đây này. Lục Lâu Chủ, chuyện tổng tài. Diệp Huyên cạn lời, nha đầu này nói chuyện kiểu gì thế? Thác Bạt Tiểu Yêu hoàn toàn không cảm thấy lời nói của mình có vấn đề. Nàng ta chỉ ăn ngay nói thật mà thôi, thế là nàng ta lại hỏi, Túy Tiên Lâu các ông cũng coi như khá mạnh ở Trung Thổ Thần Châu, các ông không phái cao thủ tới đây chấn giữ sao? Diệp Huyên nhìn Lục Lâu Chủ, hắn cũng muốn biết những gì mà Thác Bạt Tiểu Yêu hỏi. Lục Lâu Chủ cười khổ, bây giờ Tổng Lâu ở Trung Thổ Thần Châu còn lo chưa xong thân mình, làm sao còn tinh lực quan tâm tới Thanh Châu và Thương Lan Châu? Ta đã bàn bạc với Thất Lâu Chủ và Ngũ Lâu Chủ. Nếu cần thiết thì chỉ có thể tạm thời đóng cửa Túy Tiên Lâu ở vùng Thanh Châu. Đóng cửa? Diệp Huyên cau mày, chẳng phải làm vậy sẽ bị thiệt hại rất lớn à? Nụ cười của Lục Lâu Chủ càng đắng chát hơn, hết cách rồi, bây giờ các tông môn, thế lực, thế gia và tán tu, thậm chí là một số yêu nghiệt trên bảng yêu nghiệt của Trung Thổ Thần Châu đều đến Thanh Châu điên cuồng cướp đoạt, Túy Tiên Lâu ta không đủ sức phản kháng khi đối mặt với những người này. Diệp Huyên nghĩ ngợi. Sau đó nói tiền bối, thế này thì sao, ông đừng đóng cửa Túy Tiên Lâu ở Khương Quốc, nhân viên và vật liệu của Túy Tiên Lâu ở các nước khác có thể vận chuyển về Khương Quốc. Còn sự an toàn của Túy Tiên Lâu, Học viện Thương Lan ta sẽ bảo vệ. Lục Lâu Chủ nhìn thẳng vào Diệp Huyên, Diệp Tiểu Hữu, cậu cũng biết nếu cậu làm vậy, rất có khả năng khiến Khương Quốc trở thành mục tiêu tấn công, thậm chí có thể trở thành đối tượng nhằm vào của vô số tông môn thế gia. Diệp Huyên gật đầu, ta biết. Lục Lâu Chủ hơi khó hiểu, vậy cậu? Diệp Huyên cười tiếp lời, Túy Tiên Lâu không chỉ từng giúp ta một lần. Lần này Túy Tiên Lâu gặp nạn, sao ta có thể khoanh tay đứng nhìn? Ta không dám nói chắc chắn có thể đảm bảo cho sự an toàn của Túy Tiên Lâu, nhưng Diệp Huyên ta sẵn sàng cùng tiến cùng lùi với Túy Tiên Lâu. Chương 414, ai mẹ nó dám động? Với Diệp Huyên, đã là người thì không thể quên thù, càng không thể quên ơn. Đối xử tệ với hắn. Hắn sẽ luôn nhớ. Đối xử tốt với hắn, hắn cũng sẽ luôn nhớ. Lục Lâu Chủ nhìn Diệp Huyên, trong mắt có chút phức tạp. Thật ra trước đây khi Túy Tiên Lâu ủng hộ Diệp Huyên, ông ta khá phản đối vì Diệp Huyên đang bị cuốn vào vòng xoáy, Túy Tiên Lâu nhúng tay rất có khả năng mang lại cho mình tai họa ngập đầu. Mặc dù phản đối, nhưng sau khi tất cả mọi người quyết định ủng hộ, ông ta cũng không nói gì thêm. Và bây giờ, sự thật chứng minh quyết định của Túy Tiên Lâu khi đó là đúng. Không phải nói lần này Diệp Huyên giúp đỡ, mà là thiên phú và tiềm năng của Diệp Huyên. Với thiên phú và tiềm năng của hắn, chắc chắn hắn có thể tiến rất xa trong tương lai. Sau này Diệp Huyên tiến xa bao nhiêu, Túy Tiên Lâu sẽ được lợi bấy nhiêu. Không nói sau này, thật ra bây giờ Túy Tiên Lâu ở Thanh Châu đã có thể được lợi rồi. Vì hai thế lực lớn nhất ở Thanh Châu hiện tại là Đế Quốc Đại Vân và Học viện Thương Lan, Học viện Thương Lan có Diệp Huyên, còn có Đạo binh Thương Lan. Nếu Tổng Lâu Túy Tiên Lâu không phái người đến thì ở Thanh Châu, Túy Tiên Lâu kém xa Học viện Thương Lan. Bây giờ Học viện Thương Lan thật sự rất mạnh, đặc biệt là đội đạo binh Thương Lan chắc chắn không thua đạo binh của Túy Tiên Lâu ở Trung Thổ Thần Châu. Sau khi bàn bạc với Diệp Huyên, Lục Lâu Chủ lập tức đi thông báo cho Túy Tiên Lâu ở khắp Thanh Châu, bảo họ đi đến Khương Quốc. Còn Diệp Huyên thì dẫn Thác Bạt Tiểu Yêu lên thuyền bay trở về Khương Quốc. Trên boong thuyền bay, Diệp Huyên và Thác Bạt Tiểu Yêu đứng ở mũi thuyền, phía dưới thuyền bay là một con sông rộng mênh mông, hai bên sông là núi non vô tận, thỉnh thoảng còn có chim bay lượn qua núi cao. Thác Bạt Tiểu Yêu chống hai tay lên can lan thuyền, ngắm nhìn núi sông phía dưới. Nàng ta cứ thế nhìn say sưa như đang suy nghĩ gì đó. Diệp Huyên nhẹ nhàng kéo ống tay áo của Thác Bạt Tiểu Yêu, đang suy nghĩ gì đấy? Thác Bạt Tiểu Yêu hoàn hồn. Nàng ta nhìn sang Diệp Huyên, ta đã xuất hiện mấy ngày nhưng cha vẫn chưa tới tìm ta, có phải ông ấy đi sinh đứa con khác rồi không? Diệp Huyên. Thác Bạt Tiểu Yêu đột nhiên giận dữ nói, chắc chắn đúng rồi. Ta biết ngay mà, chắc chắn ông ấy đã đi sinh đứa khác. Hừ, ta biết ông ấy đã chướng mắt ta từ lâu. Ngày nào cũng nói ta phá của cải của ông ấy không phải cũng là của ta ư.
Ta phá của mình có vấn đề à? Ta không tức giận thì ông ấy tức giận cái gì? Diệp Huyên lắc đầu, tư duy logic của nha đầu này thực sự quá đáng sợ. Không theo kịp, không theo kịp. Thác Bà Tiểu Yêu bỗng thấp giọng thở dài, cha ta có một nữ nhi ưu tú như ta mà còn ngại này ngại kia, ta cảm thấy buồn cho ông ấy. Diệp Huyên. Thác Bà Tiểu Yêu lắc đầu, không nghĩ tiếp nữa. Nói xong, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, Tiểu Diệp Tử, Trung Thổ Thần Châu cũng có một học viện Thương Lan, học viện Thương Lan của chúng ta có quan hệ gì với họ? Diệp Huyên lắc đầu, không liên quan, chúng ta là chúng ta, họ là họ. Thác Bà Tiểu Yêu chớp mắt, người muốn làm một mình hả? Diệp Huyên cười đáp, cứ cho là vậy đi. Thác Bà Tiểu Yêu giơ ngón cái lên với Diệp Huyên, có quyết đoán, thảo nào ngươi có thể phát hiện ra sự ưu tú của ta ngay trong lần đầu gặp ta. Sự thật chứng minh, bạn bè của Thác Bà Tiểu Yêu ta tuy không ưu tú bằng ta nhưng cũng khá giỏi. Diệp Huyên lắc đầu cười, nhìn nha đầu này như đang khen người khác thế thôi, thật ra là đang chuyển hướng khen mình. Có lẽ chính nàng ta cũng không nhận ra nội tâm của mình rất yếu đuối. Đúng lúc này, một người đàn ông đột nhiên xuất hiện phía trước thuyền bay, sau lưng người đàn ông có một đôi cánh đen rất lớn như cánh đại bàng. Mà phía sau người đàn ông còn có ba chiếc thuyền bay. Người đàn ông liếc nhìn Diệp Huyên và Thác Bà Tiểu Yêu, hai vị đến từ Trung Thổ Thần Châu sao? Diệp Huyên đang định trả lời thì Thác Bà Tiểu Yêu đột nhiên có chút phấn khích nói, có phải ngươi đến để cướp bóc không? Diệp Huyên. Người đàn ông nhìn Thác Bà Tiểu Yêu, trong mắt có chút kiêng dè, các hạ nói đùa. Nguy hiểm. Đây là cảm giác mà Diệp Huyên và Thác Bà Tiểu Yêu mang tới cho người đàn ông. Thấy người đàn ông trả lời không phải đến cướp bóc, Thác Bà Tiểu Yêu lập tức mất hứng thú. Nàng ta dựa vào lan can thuyền, nghịch cây búa đinh nhỏ trong tay, thỉnh thoảng lại nhìn người đàn ông, không biết đang có ý đồ gì. Từ sau khi đi theo Diệp Huyên, nàng ta đã hơi nghiện cướp bóc. Lúc này, người đàn ông bỗng nhiên nói, hai vị cũng đến Ninh Quốc sao? Ninh Quốc? Diệp Huyên cau mày, ý ngươi là? Người đàn ông hơi ngạc nhiên, chẳng lẽ hai vị không biết? Nghe nói quốc chủ Ninh Quốc Thác Bạt Ngạn là mị thể bẩm sinh, nếu xong tu cùng nàng ta sẽ tăng rất nhiều công lực. Hợp Hoan Tông và Hoan Tiếu Môn đã đến Ninh Quốc lùng bắt người này, họ muốn luyện chế người này thành lô đỉnh. Nói tới đây, người đàn ông nở nụ cười xấu xa, nghe nói quốc chủ Ninh Quốc này sắc nước hương trời, là một mỹ nhân hiếm có. Nếu như có thể, giọng nói của người đàn ông im bặt đi vì một thanh kiếm đã xuyên thủng giữa hai đầu lông mày của hắn ta. Người đàn ông hoảng sợ nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, vẻ mặt Diệp Huyên lạnh băng, trên người tỏa ra sát ý lạnh lẽo, tay phải hắn cầm kiếm đâm về trước, hắn gằn giọng, người của ta, ai mẹ nó dám động. Dứt lời, hắn cầm kiếm chém một nhát. Phụt. Đầu của người đàn ông lập tức bay ra ngoài. Chương 415, cút. Đầu người đàn ông bay ra rất xa, hai mắt hắn ta trợn lên, hiển nhiên là chết không nhắm mắt. Trên không trung, Thác Bà Tiểu Yêu khẽ vẫy tay. Nhẫn chứa đồ của người đàn ông lập tức bay vào tay nàng ta. Nàng ta không nhìn chiếc nhẫn mà nhìn Diệp Huyên cách đó không xa. Lúc này, Diệp Huyên cầm kiếm liên tú đang nhỏ máu, sát ý tỏa ra trên người như biến thành thực thể. Thác Bà Tiểu Yêu bước tới bên cạnh Diệp Huyên, nhẹ giọng hỏi Tiểu Diệp Tử, sao thế? Diệp Huyên lắc đầu, chúng ta tạm thời không trở về Khương Quốc, đến Ninh Quốc. Nói xong, hắn xoay người quay lại thuyền bay. Nhưng lúc này, mười mấy người bỗng nhiên lao tới từ trên ba chiếc thuyền bay cách đó không xa, tất cả đều là thần hợp cảnh. Tốc độ của mười mấy người này cực nhanh, trong nháy mắt đã bao vây xung quanh Diệp Huyên và Thác Bà Tiểu Yêu. Trong số họ, một người đàn ông trẻ tuổi bước ra, trong tay hắn ta cầm một thanh trường đao, hắn ta nhìn Thác Bà Tiểu Yêu, sau đó nhìn sang Diệp Huyên, ngươi giết người của ta. Diệp Huyên quay mặt về phía người đàn ông trẻ tuổi, có vấn đề. Người đàn ông trẻ tuổi nheo mắt lại, có lẽ các hạ cũng đến từ Trung Thổ Thần Châu. Ngô Tuấn ta cũng được coi là có quen biết một số người ở Trung Thổ Thần Châu, thậm chí có quen vài người nằm trong bảng yêu nghiệt. Diệp Huyên dùng kiếm chỉ về phía chân trời xa xa, cút. Người đàn ông trẻ tuổi nheo mắt, một tia sáng lạnh lóe lên trong mắt hắn ta, các hạ không nể mặt vậy sao? Nếu đã như thế. Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nhảy lên chém một nhát. Đồng tử người đàn ông trẻ tuổi co lại, trường thương trong tay hắn ta đột nhiên đâm lên trời, thương như sấm đánh, chấn động chân trời. Kiếm tới. Ầm. Thương kiếm chạm nhau như sấm nổ, tiếng vọng lập tức vang ra tận chân trời. Cùng lúc đó,
Một bóng người liên tục lùi nhanh lại từ không trung, cơ thể lập tức xé rách không khí những nơi nó đi qua. Bóng người này chính là người đàn ông trẻ tuổi. Hắn ta lùi lại tận 4-50 trượng, mà khi hắn ta vừa dừng lại, trường thương trong tay hắn ta vỡ tan tành, máu trào ra từ khóe miệng hắn ta. Người đàn ông trẻ tuổi nhìn về phía Diệp Huyên, trong mắt tràn đầy nghiêm túc. Diệp Huyên đang định ra tay tiếp, người đàn ông trẻ tuổi đột nhiên nói, các hạ khoan đã, chúng ta lập tức cút đây. Nói xong, hắn ta quay người bỏ chạy với tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã biến mất ở cuối chân trời, những người xung quanh Diệp Huyên và Thác Bạt Tiểu Yêu cũng lần lượt chạy trốn. Diệp Huyên không đuổi theo vì bây giờ hắn không muốn lãng phí thời gian, việc khẩn cấp trước mắt là mau chóng đến Ninh Quốc. Chuyện tin. Mặc dù Ninh Quốc được coi là một cường quốc ở Thanh Châu, nhưng nó vẫn còn kém xa so với các tông môn thế gia này. Nhất định phải nhanh chóng tới Ninh Quốc. Ngay sau đó, Diệp Huyên và Thác Bạt Tiểu Yêu quay lại thuyền bay đi thẳng đến Ninh Quốc. Sau khi Diệp Huyên và Thác Bạt Tiểu Yêu rời đi, ở một nơi khác, đám người Ngô Tuấn khi nãy dừng lại, lúc này vẻ mặt của họ đều vô cùng nghiêm túc. Nhất là Ngô Tuấn, lúc nãy đánh nhau, nếu hắn ta không dùng hết toàn lực, một kiếm đó đã đủ để lấy mạng hắn ta. Bên cạnh Ngô Tuấn, một người đàn ông hỏi, đại ca, vị kiếm tu vừa rồi là người phương nào? Thật đáng sợ. Ngô Tuấn lắc đầu, không biết, người này sợ là đã đạt tới trình độ kiếm chủ. Một kiếm chủ ở độ tuổi đó chắc chắn phải có tiếng tăm ngay cả ở Trung Thổ Thần Châu, nhưng ta chưa bao giờ nghe nói, chẳng lẽ là ở Thanh Châu này. Người đàn ông bên cạnh Ngô Tuấn lắc đầu, ở một nơi nhỏ bé như Thanh Châu sao có thể có một người yêu nghiệt như vậy? Ngô Tuấn lạnh lùng nói, sao lại không thể? Vì An Lan Tú kia không phải đến từ Thanh Châu này sao? An Lan Tú. Nghe thấy ba từ này, vẻ mặt của mọi người đều trở nên nghiêm túc. Cái tên này ở Trung Thổ Thần Châu đã là không ai không biết, không người không hay. Một lát sau, Ngô Tuấn lắc đầu, bất kể thế nào thì nên cẩn thận vẫn tốt hơn. Lát nữa các ngươi đi điều tra về thiên tài yêu nghiệt ở Thanh Châu này, phải thật chi tiết. Chúng ta lăn lộn bên ngoài, nhất định phải biết một điều, đó là ai có thể động, ai không thể động. Mọi người gật đầu, ngay sau đó đoàn người cũng biến mất theo. Trên thuyền bay, Diệp Huyên và Thác Bạt Tiểu Yêu đứng ở mũi thuyền, vẻ mặt Diệp Huyên u ám, không biết đang suy nghĩ gì. Thác Bạt Tiểu Yêu kéo ống tay áo Diệp Huyên, nhẹ giọng bảo Tiểu Diệp Tử. Đừng lo lắng, giờ chúng ta đi chắc chắn sẽ đến kịp. Diệp Huyên khẽ gật đầu, chỉ mong là thế. Nói tới đây, hắn như nghĩ đến gì đó bèn quay mặt sang Thác Bạt Tiểu Yêu, Tiểu Yêu, những tông môn thế gia của Trung Thổ Thần Châu này đều làm việc không e dè như vậy sao? Thác Bạt Tiểu Yêu lắc đầu, đương nhiên họ không dám làm vậy ở Trung Thổ Thần Châu, vì những người có thể sống sót ở đó đều không phải người bình thường. Họ làm việc trắng trợn như thế thì sớm muộn gì cũng sẽ bị người khác trừng phạt. Hơn nữa phía trên còn có người hộ giới, mặc dù đám người đó lòng tham không đáy nhưng vẫn rất có sức răn đe. Nói đến đây, nàng ta tạm dừng, sau đó lại nói, họ dám trắng trợn như thế ở Thanh Châu, nguyên nhân chính vẫn là trong lòng họ coi thường Thanh Châu, cảm thấy Thanh Châu và Thương Lan Châu là vùng đất của Man Di. Quả thật nền văn minh võ đạo ở Thanh Châu và Thương Lan Châu thua xa Trung Thổ Thần Châu, hơn nữa người hộ giới của Thanh Châu đã tới Trung Thổ Thần Châu, vậy nên họ mới dám trắng trợn như vậy. Diệp Huyên gật đầu đáp, hiểu rồi. Thác Bạt Tiểu Yêu lại nói, ta đã từng nghe nói đến Hợp Hoan Tông với Hoan Tiếu Môn gì đó. Hai thế lực này cũng có chút sức ảnh hưởng ở Trung Thổ Thần Châu, nhưng danh tiếng không được tốt lắm, bởi vì họ thích bắt nữ tử ở khắp nơi, sau đó luyện chế nữ tử thành lô đỉnh để tu luyện. Con đường tu luyện này cùng loại với ma đạo, thật ra họ là một nhánh của ma đạo, có điều trong liên minh hộ giới có rất nhiều cao thủ ma đạo. Do vậy, chỉ cần những thế lực ma đạo này không làm quá mức thì bình thường sẽ không sao. Ma đạo. Diệp Huyên cau mày, có cả ma đạo ư? Thác Bạt Tiểu Yêu trả lời, đương nhiên là có, ngoại trừ ma đạo còn có yêu đạo, thậm chí là quỷ đạo. Chương 416, để sau này rồi nói. Tóm lại là bên đó rất phức tạp, còn Hợp Hoan Tông và Hoan Tiếu Môn này dù sao cũng không phải kẻ tốt lành gì, đợi lát nữa gặp cứ đánh chết là được. Diệp Huyên. Dưới sự ra hiệu của Diệp Huyên, thuyền bay tăng tốc tiến thẳng đến Ninh Quốc. Trên đường đi, hai người cũng gặp rất nhiều thuyền bay khác, đa số người trên những chiếc thuyền bay này đều là lính đánh thuê, có một số không quá mạnh, nhưng cũng có một số vô cùng mạnh, thậm chí khiến Diệp Huyên cảm nhận được nguy hiểm. Điểm đến của những người này đều là Ninh Quốc.
Dù sao Ninh Quốc cũng là một quốc gia, nếu là rắn mất đầu thì của cải trong quốc gia này sẽ đáng kinh ngạc đến mức nào. Những người này đều rất vội vàng, sợ đến muộn thì ngay cả cơm thừa canh cặn cũng không ăn được. Mà trong lúc đó, những chiếc thuyền bay này cũng xảy ra mâu thuẫn với nhau, nhưng hầu như không ai tới gây rối với Diệp Huyên và Thác Bạt Tiểu Yêu. Bởi vì Thác Bạt Tiểu Yêu đứng trên mũi thuyền, mỗi khi thấy có thuyền bay đi ngang qua, nàng ta đều vẫy tay la hét các người có cướp bóc không? Ta có rất nhiều tiền. Nói xong, nàng ta còn lấy ra một đống vũ khí bậc chân và linh thạch ngọc phẩm. Nhưng điều khiến Diệp Huyên phải kinh ngạc rơi cằm đó là nàng ta rêu rao như thế, nhưng không một ai tới gây chuyện với nàng ta. Cũng không dám. Ra ngoài mà dám trắng trợn bảo người khác cướp đồ của mình chỉ có hai kiểu người, một là kẻ ngốc, trí thông minh không được bình thường, kiểu còn lại là thực lực rất mạnh, mạnh đến mức hoàn toàn có tự tin này. Tuy Thác Bạt Tiểu Yêu có vẻ hơi không bình thường, nhưng sau khi nhìn thấy nàng ta dùng một búa đập cao thủ thần hợp cảnh đỉnh cao thành thịt băm, mọi người xung quanh không còn ai dám có ý đồ với nàng ta nữa. Người này chắc chắn là giả heo ăn thịt hổ. Thấy những người đó không tới cướp bóc, Thác Bạt Tiểu Yêu có chút buồn bực. Diệp Huyên đột nhiên hỏi, sao cô không chủ động đi cướp của họ? Thác Bạt Tiểu Yêu trợn trắng mắt nhìn Diệp Huyên, cha ta từng nói, người không phạm ta, ta không phạm người. Họ không động vào ta, ta cũng ngại đi đánh họ. Nhưng nếu họ chủ động tới chọc ta, ta sẽ đánh chết họ, vậy thì ta cũng không ngại nữa. Diệp Huyên hơi cạn lời khi nghe vậy, nha đầu này cướp bóc còn cần có lý do hợp lý, nhưng nàng ta nói cũng có lý. Người không phạm ta, ta không phạm người. Tuy Diệp Huyên hắn xuất thân là thổ phỉ, nhưng nếu người khác không động vào hắn, hắn cũng sẽ không chủ động đi cướp của người khác. Nói cách khác thì thực ra hắn và Thác Bạt Tiểu Yêu là người cùng đường. Như nghĩ đến gì đó, Diệp Huyên đột nhiên quay mặt sang Thác Bạt Tiểu Yêu, không đúng, Tiểu Yêu, lúc trước là cô chủ động tới đánh ta, ta có động vào cô bao giờ đâu. Thác Bạt Tiểu Yêu chớp mắt, có sao? Diệp Huyên nghiêm túc gật đầu, có. Thác Bạt Tiểu Yêu nghĩ ngợi, sau đó nghiêm túc nói, vấn đề này là một vấn đề nghiêm túc. Ta cảm thấy chúng ta có thể tạm thời gác lại, để sau này rồi nói. Diệp Huyên. Thấy Diệp Huyên không hỏi tiếp, Thác Bạt Tiểu Yêu thầm thở phào nhẹ nhõm. Thật ra khi đó nàng ta cũng không muốn giết Diệp Huyên, chỉ muốn ngăn cản Diệp Huyên, vì nàng ta sẽ nhận được tiền khi ngăn Diệp Huyên lại. Sở dĩ lúc đó thể hiện muốn lấy mạng Diệp Huyên là vì nữ hài tử ra ngoài, đương nhiên phải giả vờ hung một chút. Nếu không giả vờ hung sẽ rất dễ bị người khác bắt nạt. Đây là lời mà cha đã nói với nàng ta. Thuyền bay càng lúc càng nhanh, cách Ninh Quốc cũng càng lúc càng gần. Ninh Quốc. Đế đô Ninh Quốc lúc này bỗng nhiên có rất nhiều người lạ kéo đến. Sau khi vào thành, họ không hề yên phận mà đi cướp bóc, giết người, cưỡng hiếp, không chuyện ác nào không làm. Đối với những người này, sau khi không có bất kỳ ràng buộc nào, cộng thêm thực lực mạnh mẽ của họ, họ có thể làm bất cứ việc gì họ muốn. Nhưng Ninh Quốc cũng không khoanh tay đứng nhìn, cấm vệ quân của Hoàng Cung và cả Kim Ngô vệ mạnh nhất Ninh Quốc đều được phái đi bắt đầu trấn áp những cao thủ trung thổ thần châu vào thành này. Tiếc là hiệu quả không lớn lắm, vì ở trong thành nên sức mạnh của quân đội giảm đi rất nhiều, hơn nữa thực lực của những người này cực kỳ mạnh, vì thế đế đô Ninh Quốc càng ngày càng loạn. Thậm chí còn có một số lính đánh thuê của trung thổ thần châu xông vào Hoàng Cung. Trong đại điện Hoàng Cung, Thác Bạt Ngạn đang ngồi trên ngai vàng, vẻ mặt cực kỳ u ám, sau lưng nàng ta là một bà lão và một ông lão. Lúc này, một người áo đen bước vào trong điện, hắn ta quỳ một gối xuống, bệ hạ, một số cao thủ đến từ trung thổ thần châu đang bao vây tấn công xung quanh Hoàng Cung, phía bắc đã thất thủ, cửa nam chống cự được nhiều nhất nửa canh giờ. Báo. Lại một người áo đen đột nhiên xông vào, gã quỳ một chân xuống, bệ hạ, Lý gia, Việt gia và Phong gia trong thành đều đã công khai tạo phản, tham gia vây công Hoàng Cung. Trên ngai vàng, Thác Bạt Ngạn siết chặt hai quả đấm, vẻ mặt âm u, không biết đang nghĩ gì. Trên thuyền bay, Diệp Huyên đang đứng ở mũi thuyền chợt lên tiếng, Tiểu Yêu, hộ pháp cho ta, không cho phép bất kỳ ai vào phòng của ta. Nói xong, hắn quay trở lại phòng mình. Sau khi vào phòng, hắn lập tức tiến vào tháp Hồng Mông. Hắn xòe tay phải ra, tám thanh kiếm xuất hiện trước mặt hắn. Sau phút chốc im lặng, Diệp Huyên cầm lấy một thanh kiếm đâm mạnh vào người mình. Chương 417, xem ra hắn chính là chi âm của ta rồi. Diệp Huyên thật ra có phần do dự trước việc có nên nuốt chừng tám thanh kiếm này hay không,
Bởi vì nếu dùng chúng làm phi kiếm thì sẽ khiến chiến lực của hắn tăng lên rất nhiều. Thế nhưng nghĩ kỹ lại, tám thanh kiếm này có mạnh đến đâu đi nữa cũng không thể giúp hắn giết cường giả vạn pháp cảnh. Cách duy nhất là đột phá đến thần hợp cảnh. Trước kia hắn còn kiêng kỵ học viện thương mộc và thế giới ngầm nên chưa dám, bởi vì một khi đạt đến thần hợp cảnh, những cường giả vạn pháp cảnh của hai thế lực này sẽ có thể ra tay với hắn mà không cần ép cảnh giới lại. Hơn nữa cảnh giới của hắn khi ấy còn chưa vững vàng nên tạm thời không lựa chọn đột phá. Nhưng sau trận chiến với học viện thương mộc, Diệp Huyên đã đạt đến cực hạn của bản thân, đặc biệt là còn có cảm ngộ mới trong kiếm đạo. Thời cơ của hắn đã đến. Sau khi nuốt chừng một thanh kiếm, Diệp Huyên cảm nhận được vô số luồng năng lượng lan tỏa khắp cơ thể. Kiếm liên tú khẽ run lên, những luồng năng lượng ấy nhanh chóng đổ dồn vào nó. Một khắc sau, luồng năng lượng càng thuộc khiết hơn tỏa ra từ liên tú, đi khắp tứ chi hắn. Thần hợp cảnh chính là sự dung hợp hoàn mỹ giữa thể xác và linh hồn. Hai thứ này như năm ngón tay trời sinh đã kết nối được với nhau, nhưng không phải ai cũng có thể vận dụng linh hoạt cả năm ngón ngay từ khi sinh ra. Mối liên kết trời sinh giữa linh hồn và thể xác còn có thể tiến thêm một bước, đó chính là thần hợp. Khi đạt đến cảnh giới này, linh hồn và thể xác hòa hợp sẽ đưa đến một sự lột xác. Điều mà Diệp Huyên phải làm đó chính là trải qua quá trình này. Khoảng nửa giờ sau, lại một thanh kiếm nữa bị nuốt chửng, khí tức của hắn trong tháp giới ngục càng trở nên mạnh mẽ hơn. Ở bên ngoài, Thác Bạt Tiểu Yêu ngồi trên lan can thuyền bay, hai chân đung đưa bên ngoài, cảm thấy có chút buồn chán. Bỗng nhiên, một chiếc thuyền bay khác vụt đến với tốc độ cực nhanh, chỉ trong phút chốc đã vượt qua thuyền của nàng ta và Diệp Huyên. Khi hai con thuyền sóng vai nhau, Thác Bạt Tiểu Yêu nhìn sang bên kia, thấy một người thanh niên đứng trên boong thuyền. Gã khoác trường bào bằng gấm sa hoa vô cùng, bên hông thắt một viên linh ngọc bóng loáng tỏa sáng nhàn nhạt, không phải nhà có tiền thì cũng có quyền. Dường như nhận ra ánh mắt của Thác Bạt Tiểu Yêu, người thanh niên bỗng quay đầu lại. Hai mắt gã sáng rỡ khi nhìn thấy nàng ta, tay phải khẽ ấn xuống, chiếc thuyền bay vốn đang băng băng mà bay chậm rãi giảm tốc độ. Gã cười hỏi, không biết vị cô nương này xưng hô thế nào. Thác Bạt Tiểu Yêu lạnh nhạt hỏi lại, có gì không? Gã thanh niên nhoẻn cười, không dám giấu giếm, tại hạ lần đầu gặp gỡ đã cảm thấy cô nương tựa như tiên giáng trần, rất muốn được kết bạn, không biết ý cô nương thế nào. Bạn. Thác Bạt Tiểu Yêu tròn xoe mắt, người muốn làm bạn với ta á? Gã thanh niên gật đầu, nếu có thể thì đó chính là vinh hạnh ba đời của tại hạ. Thác Bạt Tiểu Yêu quét mắt nhìn bộ y phục sang trọng của gã. Dửng dưng nói, đã vậy sao ngươi không tỏ thành ý một chút? Tỏ thành ý? Gương mặt gã thanh niên cứng lại, rồi như nghĩ đến gì đó mà khóe miệng gã vểnh lên. Đàn bà con gái mà thích giải quyết mọi việc bằng tiền thì đúng là không thể tốt hơn được nữa, lại còn có thể bớt đi rất nhiều phiền toái. Gã búng ngón tay, một chiếc thẻ bay đến trước mặt Thác Bạt Tiểu Yêu, 500.000 kim tệ trong này xem như quà ra mắt ta tặng cô nương. 500.000 kim tệ à? Thác Bạt Tiểu Yêu liếc chiếc thẻ rồi lắc đầu thở dài, chẳng trách sao cha nói trên đời khó gặp tri kỷ. Tiểu Diệp Tử vì muốn làm bạn với ta mà không tiếc mấy trăm triệu kim tệ. Xem ra hắn chính là tri âm của ta rồi. Nói xong, nàng ta cong ngón tay, đẩy thẻ về lại với gã thanh niên, đi đi. Thác Bạt Tiểu Yêu ta chỉ làm bạn với người có ánh mắt tốt như Tiểu Diệp Tử thôi. Loại nghèo kiết xác như ngươi, ta không thèm. Đôi mắt gã thanh niên thuyền bên nheo lại. Trong giọng nói lạnh lùng kèm theo vẻ uy hiếp. Các hạ không cho ta mặt mũi đến vậy ư? Nghe vậy, Thác Bạt Tiểu Yêu nhìn gã, rồi không có một lời cảnh báo nào, cây chùy đinh của nàng ta đã nện xuống. Gã thanh niên biến sắc, vội lách sang tận mười mấy trượng bên trái để né đòn. Chỉ tội nghiệp cho chiếc thuyền bay của gã vỡ tan tành trong nháy mắt, khiến mặt gã trắng bệch như tờ giấy. Chỉ qua một chiêu này, gã đã biết mình tuyệt đối không được đắc tội cô gái này. Vội vàng thi lễ với Thác Bạt Tiểu Yêu, ban nãy đã đắc tội, mong cô nương tha thứ. Nàng ta vươn tay ra, đồ để lại, ngươi cút đi. Gã thanh niên. Khoảng một khắc sau, Thác Bạt Tiểu Yêu đã chăm chú đếm vật phẩm trên lan can thuyền, cái này của Tiểu Diệp Tử, cái này của ta. Của Tiểu Diệp Tử, của ta, của Tiểu Diệp Tử. Cái này cũng cho Tiểu Diệp Tử. Chương 418, Loạn Thế, Nhân Tính. Một ngày sau. Đế đô Ninh Quốc. Nơi này đã trở thành một cuộn tơ vò rối tung khi có quá nhiều huyền giả từ trung thổ thần châu tràn vào. Những binh sĩ bình thường căn bản không thể làm gì họ.
Nhưng nguyên nhân chủ yếu là vì linh khí Thanh Châu đã cạn kiệt, lòng người đã rối loạn. Đặc biệt là linh khí ở đế đô Ninh Quốc mỗi ngày đều đang tan đi với tốc độ báo động. Ban đầu khi hoàng thất còn ra mặt trấn áp, trật tự trong thành vẫn miễn cưỡng được giữ gìn, không có bạo loạn xảy ra. Nhưng từ khi những tu sĩ trung thổ thần châu tiến vào, thế cục đã vượt tầm kiểm soát khi các binh sĩ không thể đối phó được họ. Những người này làm loạn mà không hề kiêng nể gì khiến một số người trong thành không thể nhẫn nhịn được nữa, lòng dân bắt đầu rối loạn. Không chỉ vậy, ngay cả Hoàng cung Ninh Quốc cũng đang nguy ngập khi hai trong bốn cổng thành đã thất thủ trước sự vây công của những tu sĩ từ trung thổ thần châu, bao gồm lính đánh thuê, con em thế gia lẫn tán tu. Những người này từ trung thổ thần châu cách xa vạn dặm đến Thanh Châu chỉ vì một mục đích duy nhất phát tài. Điều mà họ muốn làm lẫn phải làm chính là không ngừng cướp đoạt. Không những thế, trong số này còn có một số tu sĩ đến từ chính Ninh Quốc, không chỉ có tán tu mà còn có cả đệ tử thế gia. Gia tộc lớn nhất Ninh Quốc là nhà họ Chữ, ngoài ra còn có một vài thế gia lâu đời khác. Khi đất nước lâm nguy, những thế gia này lại không lựa chọn đứng lên cùng nước nhà mà lại thừa dịp cháy nhà mà đi hôi của. Trong mắt họ và vô số người đứng xem khác, kết cục diệt vong của Ninh Quốc đã định. Hợp Hoan Tông và Hoan Tiếu Môn từ trung thổ thần châu chắc chắn sẽ xuống tay với hoàng thất đất nước này. Tuy bản thân Ninh Quốc là một thế lực không hề nhỏ bé ở Thanh Châu nhưng nó vẫn chẳng là cái đinh gì khi so với những thế lực từ trung thổ thần châu. Sự khô cạn linh khí càng đẩy nó đi vào tuyệt cảnh. Trước tình huống này, ai ai cũng muốn đến chia phần, dù sao thì tài sản của một quốc gia chắc chắn không hề nhỏ. Trong đại điện hoàng cung, Thác Bạt Ngạn vẫn thẳng tắp ngồi trên long ỷ. Sau lưng nàng ta là bà cụ và lão già áo đen đang lẳng lặng mà đứng, trước mặt là 30 thị vệ khoác trọng giáp, cầm trong tay những thanh kiếm bản rộng. Đây chính là những thành viên tinh anh nhất được lựa chọn từ Kim Ngô Vệ, ai nấy đều thân kinh bách chiến, có thể nói chính là đội quân có sức chiến đấu hùng mạnh nhất Ninh Quốc. Trên long ỷ, Thác Bạt Ngạn không để lộ ra thần sắc gì. Bà cụ sau lưng nàng ta bỗng đứng dậy, xin bệ hạ hãy đi trước. Đi ư? Nàng ta nhàn nhạt hỏi lại, mục tiêu của hai tông môn kia là ta. Ta phải đi đâu? Bà cụ trầm giọng đáp, hai ta sẽ có chết cũng sẽ bảo vệ bệ hạ rời đi an toàn. Vậy bá tánh và tước sĩ trong thành thì thế nào? Thác Bạt Ngạn cười khẽ, bỏ mặc ư? 30 Kim Ngô Vệ tinh nhuệ trong điện đồng loạt quỳ xuống, chúng thần nguyện hy sinh vì bệ hạ. Vị hoàng đế lắc đầu, bỏ mặc bá tánh, bỏ mặc tướng sĩ, chấm không làm được. Nói xong, nàng ta đứng dậy đi, theo chấm đến gặp những kẻ đến từ trung thổ thần châu một lần. Với Kim Ngô Vệ theo sau, nàng ta bước ra khỏi đại điện. Bà cụ và lão già nhìn nhau rồi thở dài, cất bước đi theo. Hoàng cung lúc này đã gần như thất thủ khi cường giả vạn pháp cảnh bắt đầu ra tay. Những binh sĩ còn sống đã kéo lại bảo vệ đại điện, trước mặt họ là hơn 100 cường giả đến từ trung thổ thần châu, trong đó có 3 người đã đến vạn pháp cảnh. Bốn phía còn có hơn 200 người, phần lớn là tu sĩ đến từ Ninh Quốc. Dưới tình huống bình thường, cường giả vạn pháp cảnh không thể tùy ý ra tay, đặc biệt là loại sự kiện như diệt quốc. Nhưng Thanh Châu hiện giờ đã mất đi người hộ giới. Bọn họ đã không còn gì phải kiêng nể. Đây cũng là lý do dẫn đến sự thất thủ nhanh chóng của Hoàng cung Ninh Quốc. Người dẫn đầu nhóm cường giả trung thổ thần châu là một gã đàn ông trung niên ăn mặc sặc sỡ và một lão già gầy đét như que củi khô. Gã đàn ông mặc áo màu đỏ tươi, hóa trang đậm đến mức diêm dúa. Lão già thì khoác áo đỏ rộng thùng thình được trang trí bằng những người nam nữ trần truồng đến lổ lộ. Ánh mắt tham lam và dâm dục của chúng không chút e dè mà dán thẳng lên người Thác Bạt Ngạn cách đó không xa. Gã đàn ông cười một tiếng khả ố, quả thật là thể chất nội mị, nếu có thể khai phá, chật chật. Lão già cũng tuét miệng cười, đúng là nội mị hiếm thấy, lão phu bằng lòng tinh tấn nhân vong, ha ha ha. Đúng lúc ấy, bà cụ đứng sau Thác Bạt Ngạn bỗng bước lên, chư vị, bệ hạ và Diệp quốc sĩ từ Khương quốc có nhau trong lòng, xin chư vị cho chút thể diện. Diệp Huyên. Gã đàn ông khẽ nhíu mày, là thằng rác rưởi nào? Chưa từng nghe tên. Chương 419, người tới chính là Diệp Huyên. Nghe người đàn ông trung niên kia nói như vậy, sắc mặt bà lão sau lưng Thác Bạt Ngạn lập tức trầm xuống. Bà ta không thể ngờ rằng những người này không nể mặt Diệp Huyên. Phải biết hiện giờ ở Thanh Châu, danh tiếng của Diệp Huyên rất lớn, ngoài đế quốc Đại Vân gia, có thể nói Học viện Thương Lan chính là thế lực mạnh nhất ở Thanh Châu.
Trừ học viện Thương Lan ra thì thực lực bản thân Diệp Huyên cũng vô cùng đáng sợ, có thể nói trong khu vực Thanh Châu, Diệp Huyên có sức uy hiếp tương đối lớn. Nhưng mà bà ta không thể ngờ rằng đám người này không hề nể mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên. Đúng lúc này, một ông lão áo bào đỏ bên cạnh người đàn ông trung niên kia nhíu mày lại. Người đàn ông trung niên kia nhìn sang ông lão áo bào đỏ, sao vậy, Giang Dạ huynh biết người này sao? Ông lão tên Giang Dạ lắc đầu, không biết, chỉ từng nghe qua tên mà thôi, nghe nói hắn có xung đột với Học viện Thương Mộc và Thế Giới Ngầm, Học viện Thương Mộc còn phái cường giả tới Thanh Châu, về phần kết quả cuối cùng như nào thì không có bất kỳ ai biết cả. Kết quả? Chỉ có một phần nhỏ của câu chuyện về Học viện Thương Mộc lưu truyền trong Thanh Châu, còn không có bất kỳ tin tức gì lan truyền tới Trung Thổ Thần Châu cả. Bởi vì chuyện này đã được người hộ giới đè xuống, hai thành viên của Liên minh hộ giới bị giết chết, chuyện này chính là một cái tát vào mặt của bọn họ, đương nhiên bọn họ sẽ không để chuyện này lan truyền ra ngoài, bởi vì như vậy sẽ ảnh hưởng tới uy nghiêm của Liên minh hộ giới. Cho tới bây giờ, Liên minh hộ giới là tồn tại không được phép mạo phạm tới. Hiện giờ nếu như để người đời biết hai thành viên Liên minh hộ giới bị giết chết thì uy vọng của Liên minh hộ giới trong lòng mọi người chắc chắn sẽ bị suy giảm. Bởi vậy dưới sự đè ép của Liên minh hộ giới, ngoài một số thế lực lớn ra thì gần như không có bất kỳ ai biết được chuyện xảy ra ở Học viện Thương Mộc. Người đàn ông trung niên xinh đẹp kia đột nhiên nở nụ cười, Giang Giả huynh hãy yên tâm, trong lãnh thổ Thanh Châu, ngoài đế quốc Đại Vân có hơi khó giải quyết ra thì những thế lực còn lại đều chỉ là hàng nhái nhép mà thôi. Không có Liên minh hộ giới, đối với chúng ta thì những thế lực này còn không bằng cả sâu kiến. Giang Giả gật đầu, đúng vậy. Nói tới đây, hắn ta nhìn về phái Thác Bạt Ngạn ở gần đó, khóe miệng hiện lên một nụ cười dâm tiện, nàng ta mang thể chất nội mị, đây là một loại thể chất vô cùng hiếm thấy, không thể bỏ qua được. Và lại quốc lực Ninh Quốc cũng không yếu, chờ chút nữa bắt giữ được nàng ta, quốc khố Ninh Quốc và toàn bộ Ninh Quốc sẽ trở thành vật trong tay chúng ta, chiếm được cả người lẫn của, ha ha ha. Người đàn ông trung niên xinh đẹp kia nở nụ cười đê tiện, đúng vậy. Không ngờ rằng khi tới Thanh Châu bé nhỏ này ta có thể làm hoàng đế một lần, ha ha. Nói tới đây, hắn ta bước tới trước một bước này tạo thành áp lực vô hình lấn áp về phía nhóm người Thác Bạt Ngạn. Ông lão và bà lão ở sau lưng Thác Bạt Ngạn đột nhiên đứng dậy, bà lão đưa tay đánh ra một chưởng. Uy áp do người đàn ông trung niên xinh đẹp kia lập tức tiêu tan. Người đàn ông trung niên đó nhìn vào bà lão, cười nói, thú vị đó. Nói xong. Hắn ta quay đầu nhìn về phía hai ông lão ở gần đó, hai vị, nếu đã tới thì đương nhiên phải bỏ công sức, hai người này giao cho hai vị nhé, được không hả? Hai ông lão nhìn nhau, sau đó gật đầu, được. Vừa dứt lời, hai người xông thẳng về phía ông lão và bà lão ở sau lưng Thác Bạt Ngạn. Bà lão ở sau lưng Thác Bạt Ngạn trầm giọng nói, bệ hạ hãy bảo trọng. Vừa dứt lời, thân người bà ta và ông lão bên cạnh run lên. Hóa thành một bóng mờ, bắn ra bên ngoài. Rất nhanh sau đó, bốn tên cường giả vạn pháp cảnh chiến đấu trên không trung. Ở bên dưới, người đàn ông trung niên xinh đẹp và Giang Giả đi về phía Thác Bạt Ngạn. Những binh sĩ đứng trước mặt Thác Bạt Ngạn không hề lùi bước, cho dù bọn họ hiểu rõ khi đứng trước mặt người đàn ông trung niên này và ông lão kia thì bọn họ chẳng khác nào sâu kiến nhưng bọn họ vẫn không hề lùi lại. Sau lưng là quốc chủ Ninh Quốc, là người mà bọn họ thần phục. Mặt Thác Bạt Ngạn không chút cảm xúc, ở trong ống tay áo rộng thùng thình, tay nàng ta đang cầm hai tấm bùa chú tỏa ra nhiệt năng. Bùa viêm bảo. Tấm bùa này tương đương với một món linh khí bậc thiên, nhưng nó chỉ có tác dụng một lần, cho dù như vậy nhưng uy lực của nó không hề tầm thường, nếu như vận dụng tốt thì nó có thể giết chết cường giả vạn pháp cảnh. Đương nhiên bản thân Thác Bạt Ngạn cũng khó lòng sống sót, cũng có thể nói, nàng ta không hề có ý định sống sót. Bởi vì Thác Bạt Ngạn hiểu rất rõ sống còn đau khổ hơn cả chết nữa. Người đàn ông xinh đẹp càng ngày càng gần, hắn ta nhìn Thác Bạt Ngạn, đôi mắt không hề che giấu vẻ tham lam. Thác Bạt Ngạn kích hoạt huyền khí, bùa viêm bảo trong tay nàng ta chấn động, khi sắp bộc phát thì có một luồng kiếm đột nhiên từ phía chân trời phóng tới. Tất cả mọi người có mặt đều nhìn về phía chân trời. Thác Bạt Ngạn nhìn về phía chân trời. Tốc độ của luồng kiếm quang kia càng lúc càng nhanh. Giống như một ngôi sao băng rơi xuống vậy. Rất nhanh sau đó, sắc mặt người đàn ông trung niên xinh đẹp ở trước mặt Thác Bạt Ngạn thay đổi, bởi vì hắn ta phát hiện ra mục tiêu của luồng kiếm quang này là hắn ta. Sắc mặt người đàn ông trung niên xinh đẹp kia lập tức trở lên lạnh lẽo,
Tay phải hắn ta ném lên trên cao, một sợi dây lụa màu hồng phấn phóng lên trên trời, nhắm thẳng vào luồng kiếm quang kia. Trên không trung, kiếm đến. Dải lụa hồng phấn kia ngăn cản kiếm quang lại, nhưng sau đó kiếm quang đột nhiên chấn động. Ầm. Dải lụa hồng phấn kia bị đánh bay ngược về trước mặt người đàn ông trung niên xinh đẹp kia, lúc này luồng kiếm quang kia đã đánh tới trên đỉnh đầu hắn ta. Đồng tử người đàn ông trung niên này co lại, hiện giờ hắn ta chọn lựa cách đối cứng mà lùi về phía sau vài chục trượng. Hắn ta vừa mới rút lui thì có một thanh niên xuất hiện ở trước mặt Thác Bạt Ngạn. Người tới chính là Diệp Huyên. Chương 420, mọi chuyện đã có ta rồi. Ở bên cạnh Diệp Huyên chính là Thác Bạt Tiểu Yêu đang tò mò quan sát xung quanh. Diệp Huyên cầm kiếm liên tú trong tay, chỉ vào người đàn ông trung niên ở gần đó, chờ một lúc nhé, ta sẽ tới lấy đầu ngươi ngay thôi. Nói xong hắn quay sang nhìn Thác Bạt Ngạn, lúc này Thác Bạt Ngạn cũng đang nhìn về phía hắn. Diệp Huyên nhếch miệng cười một tiếng, có vui không? Có bất ngờ không hả? Thác Bạt Ngạn không nói gì, nhưng tấm bùa viêm bảo trong tay áo nàng ta dần dần bình tĩnh trở lại. Diệp Huyên nhẹ nhàng ôm lấy Thác Bạt Ngạn, mọi chuyện đã có ta rồi. Nói xong, hắn quay người đi về phía người đàn ông xinh đẹp ở gần đó. Thác Bạt Ngạn nhìn theo bóng lưng của Diệp Huyên, không nói gì cả. Lúc này, Thác Bạt Tiểu Yêu bất ngờ đi tới trước mặt Thác Bạt Ngạn, nàng ta quan sát Thác Bạt Ngạn một hồi, ngươi cũng họ Thác Bạt à? Thác Bạt Ngạn nhìn Thác Bạt Tiểu Yêu, gật đầu. Thác Bạt Tiểu Yêu cười một tiếng, trùng hợp ghê, ta cũng mang họ Thác Bạt. Thác Bạt Ngạn. Ở cách đó không xa, Diệp Huyên đi về phía người đàn ông xinh đẹp kia, kiếm liên tú ở trong tay hắn, hiện giờ phẩm chất của kiếm liên tú đã tới bậc chân trung phẩm. Sau khi cắn nuốt 8 thanh kiếm, Diệp Huyên vẫn chưa đạt tới thần hợp cảnh, thế nên hắn đã tìm Lục Lâu Chủ, nhờ ông ta mua giúp hắn một thanh kiếm bậc chân và 3 thanh kiếm bậc minh thượng phẩm. Để mua được 4 thanh kiếm này, hắn đã phải bỏ ra 2 quyển công pháp bậc thiên để trao đổi. Nói thật thì 2 quyển võ kỹ bậc thiên khiến hắn cảm thấy khá đau lòng, không nỡ. Nhưng đâu còn cách nào khác, không nỡ thì cũng phải bỏ ra thôi. Hắn nhất định phải đạt tới thần hợp cảnh, chỉ khi đạt tới thần hợp cảnh thì hắn mới có đủ khả năng đối cứng với cường giả vạn pháp cảnh. Sau khi cắn nuốt 11 thanh kiếm bậc minh thượng phẩm và 1 thanh kiếm bậc chân hạ phẩm, hắn đã đạt tới thần hợp cảnh. Không chỉ cảnh giới bản thân đạt tới thần hợp cảnh, kiếm liên tú cũng đã đạt tới bậc chân trung phẩm. Sau khi đột phá tới thần hợp cảnh, hắn đang muốn tìm người để luyện tay, kiểm tra xem hiện giờ bản thân và vạn pháp cảnh có còn chênh lệch hay không. Ở đối diện Diệp Huyên, người đàn ông trung niên xinh đẹp quan sát Diệp Huyên, hai mắt nhắm lại kiếm chủ. Ngươi! Diệp Huyên rút kiếm ra xông nhanh về phía trước, chỉ trong nháy mắt, một sợi kiếm quang đâm thẳng vào giữa trán người đàn ông trung niên xinh đẹp kia. Tốc độ của kiếm này vô cùng nhanh, cho dù người đàn ông trung niên kia đã là vạn pháp cảnh nhưng khi nhìn thấy tốc độ và uy lực của một kiếm này thì sắc mặt cũng phải thay đổi. Lòng bàn tay người đàn ông trung niên mở ra, ngay sau đó, vô số những sợi dây lụa màu hồng phấn bé nhỏ từ trong lòng bàn tay phun ra ngoài, tốc độ của những dải lụa màu hồng phấn này rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã bao trùm lấy kiếm liên tú trong tay Diệp Huyên, kiếm của Diệp Huyên cũng không thể tiến thêm chút nào nữa. Đúng lúc này, Diệp Huyên bất ngờ buông tay ra, tung người đấm tới, nhắm thẳng vào đầu người đàn ông trung niên kia. Trong mắt người đàn ông trung niên lóe lên vẻ dữ tợn, hắn ta không hề né tránh, tay phải nắm lại, tung ra một cú đấm nhắm thẳng vào nắm đấm của Diệp Huyên. Rầm! Nắm đấm của hai người vừa mới va chạm vào nhau thì một tiếng nổ lớn lập tức vang lên, thân thể Diệp Huyên bay ngược ra phía ngoài, nhưng ngay khi Diệp Huyên bị đánh bay thì tay phải Diệp Huyên bất ngờ nắm lấy chuôi kiếm liên tú. Mượn lượng lượng của người đàn ông trung niên kia, kiếm liên tú thoát khỏi những sợi dây lụa màu hồng phấn, lúc này Diệp Huyên đã lui ra ngoài hơn 10 trượng. Diệp Huyên vừa mới dừng lại, chân phải đã đạp mạnh xuống đất, thân thể bắn vọt ra trước. Khi Diệp Huyên phóng tới chỗ người đàn ông trung niên, kiếm liên tú trong tay hắn đột nhiên tỏa ra một luồng kiếm thế vô cùng kinh khủng. Khi hắn còn cách người đàn ông trung niên kia hơn 1 trượng, hắn rút kiếm ra, bổ một kiếm từ trên cao xuống. Nhất kiếm định sinh tử. Lúc này kiếm thế trong cơ thể hắn điên cuồng tăng lên, chẳng khác nào một ngọn núi lửa bùng phát vậy. Uy lực của nhát kiếm này vượt qua vạn pháp cảnh, xông thẳng tới ngự pháp cảnh. Khi nhìn thấy một kiếm này của Diệp Huyên, sắc mặt người đàn ông trung niên lập tức thay đổi, bởi vì một kiếm này vượt xa sức tưởng tượng của hắn ta. Đó không phải là uy lực một huyền giả thần hợp cảnh có thể đạt được.
Người đàn ông trung niên kia không dám suy nghĩ nhiều, vội vàng lùi ra sau nửa bước, ngay sau đó, vô số sợi dây lụa màu hồng phấn từ trong cơ thể bắn ra, những sợi dây lụa màu hồng phấn này mang theo từng dòng khí, chỉ trong nháy mắt đã bao phủ lấy cả Diệp Huyên lẫn Kiếm Liên Tú. Yên lặng trong nháy mắt. Ầm. Những sợi dây lụa màu hồng phấn kia bất ngờ nổ tung, ngay sau đó, có một bóng người liên tục lùi về phía sau. Đó chính là người đàn ông trung niên kia, hắn ta lùi về sau mấy chục trượng cũng không dừng lại được, những nơi hắn ta đi qua, mặt đất nổ tung, tạo thành một rãnh sâu hơn một trượng. Khi thấy cảnh này, tất cả mọi người có mặt đều sững sờ. Thần hợp cảnh đánh bay vạn pháp cảnh. Mọi người ở đó đều cảm thấy khó tin. Sau khi một kiếm đánh bay người đàn ông trung niên kia, Diệp Huyên không hề dừng lại, Kiếm Liên Tú trong tay hắn biến thành một luồng kiếm quang, quay trở lại trong hộp kiếm ở phía sau lưng. Lặng lẽ trong giây lát, Diệp Huyên đột nhiên chỉ thẳng về phái người đàn ông trung niên kia. Vù! Một luồng kiếm quang lóe lên, tốc độ nhanh tới cực hạn, cho dù là ông lão tên giang giả kia cũng không thể nhìn rõ quỹ tích của một kiếm này. Ngay khi Kiếm Liên Tú bay ra ngoài, sắc mặt người đàn ông trung niên ở cách đó không xa lập tức thay đổi, hai tay hắn ta đè lên nhau, đang định ra tay thì đúng lúc này. Phụt! Một thanh kiếm đã xuyên qua giữa trán hắn ta. Không gian hoàn toàn tĩnh lặng. Diệp Huyên cõng hộp kiếm đi tới trước mặt người đàn ông trung niên, người đàn ông trung niên đó vẫn chưa tắt thở, hắn ta nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, ngươi. Diệp Huyên bất ngờ tung một cú đấm vào mặt người đàn ông trung niên kia. Rầm! Người đàn ông trung niên kia còn chưa nói xong thì đầu đã nổ tung, máu tươi bắn tung tóe. Diệp Huyên cất Kiếm Liên Tú đi, bình thản nói, mẹ kiếp, kẻ nào dám động vào người của ông đây thì ông đây sẽ đánh chết kẻ đó. Vừa dứt lời, hắn cất nhẫn chứa đồ của người đàn ông xinh đẹp kia đi, sau đó quay người rời khỏi. Mọi người! Chương 421, mang ghế tới cho Ngạn Nhi của ta. Không gian xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng. Thần hợp cảnh giết vạn pháp cảnh. Tất cả mọi người đều ngơ ngác, sững sờ. Phải biết cường giả vạn pháp cảnh và thần hợp cảnh khác nhau như trời với đất. Nếu như là thông u cảnh vượt cấp giết thần hợp cảnh thì không có ai cảm thấy kỳ lạ cả, bởi vì chênh lệch giữa thông u cảnh và thần hợp cảnh không phải là quá lớn. Nhưng chênh lệch giữa thần hợp cảnh và vạn pháp cảnh thì đã có sự khác biệt về mặt bản chất. Vào lúc này, một người thần hợp cảnh chém giết cường giả thần hợp cảnh ở ngay trước mặt bọn họ. Hợp Hoan Môn giang giả nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, trong mắt ông ta hiện rõ thái độ nghiêm nghị. Ở Thanh Châu, thần hợp cảnh muốn giết chết vạn pháp cảnh là một việc vô cùng khó khăn, hoặc có thể nói là không hề tồn tại. Nhưng ở Trung Thổ Thần Châu xa xôi, thần hợp cảnh giết chết vạn pháp cảnh không phải là chuyện gì lạ. Trên lý luận, 10 vị trí đầu trên bảng yêu nghiệt đều có khả năng làm được. Nếu là 5 người đứng đầu, vậy 100% sẽ làm được. Điều này mang ý nghĩa hiện giờ ít nhất Diệp Huyên cũng đã có thực lực của 10 vị trí đầu trên bảng yêu nghiệt, loại người như vậy sao có thể là người bình thường được. Nhưng nếu như hiện giờ từ bỏ thì ông ta không cam lòng. Một lô đỉnh tốt quá quan trọng với tông môn của ông ta, và lại Ninh Quốc còn có tài sản kếch xù nữa. Nếu như từ bỏ như vậy thì ông ta không cam lòng. Vừa nghĩ tới đây, ánh mắt giang giả đổi từ nặng nề sang lạnh lùng. Ở xung quanh, khi nhìn Diệp Huyên, sắc mặt đám cường giả tới từ Trung Thổ Thần Châu đều hiện vẻ ác độc, trong ánh mắt của một vài người còn không thèm che giấu sát ý. Tài sản kếch xù của Ninh Quốc ở ngay trước mắt, sao bọn chúng có thể dễ dàng từ bỏ cơ chứ? Nhưng đã có một số con em thế gia của Ninh Quốc bắt đầu nảy sinh ý định rút lui. Người có tên cây có bóng, uy vọng của Diệp Huyên ở Thanh Châu vô cùng to lớn. Đặc biệt là khi trước một mình Diệp Huyên xông vào Hoàng Cung Sở Quốc, chém giết quốc chủ Sở Quốc và quốc chủ Vinh Quốc, chuyện này đã lan truyền khắp Thanh Châu. Có ai không kiêng dè? Cho dù là học viện Thương Mộc thì cũng không thể làm gì được Diệp Huyên. Khi nhìn thấy những thế gia này có ý định rút lui, giang giả bất ngờ nói, dù sao Ninh Quốc cũng là một quốc gia, tài sản tích lũy nhiều không đếm xuể. Nếu như hiện giờ các ngươi từ bỏ, các ngươi nghĩ mình có thể sống sót bao lâu ở nơi Thanh Châu linh khí khô kiệt này hả? Nghe vậy, những người có mặt ở đó nhìn nhau, có chút do dự. Giang giả nói, chỉ là một tên thần hợp cảnh mà thôi, chúng ta đông như vậy, sao phải sợ hắn? Mọi người hãy cùng nhau xông lên, kết hợp tiêu diệt người này, cùng hưởng tụ tiền tài của Ninh Quốc, như vậy chẳng phải rất tuyệt hay sao? Nghe Giang giả nói như vậy, những người có mặt ở đó đều động lòng.
Tiền tài của Ninh Quốc. Mục đích khi bọn chúng tới đây là gì chứ? Đương nhiên là vì tiền tài rồi. Trong thời đại linh khí khô kiệt, việc quan trọng nhất chính là sống sót, muốn sống sót thì cần rất nhiều linh thạch. Sợ gì chứ? Đúng lúc này, một người đàn ông đứng ra, nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên ở cách đó không xa, gằn giọng, không phải chỉ là một tên Diệp Huyên hay sao? Hắn có ba đầu sáu tay đâu, chúng ta đông người như vậy, mọi người cùng bắt tay xử lý hắn nào. Người đàn ông kia không nói gì nữa, bởi vì chẳng biết từ khi nào đã có một thanh kiếm chỉ vào giữa trán hắn ta. Không ai biết thanh kiếm xuất hiện khi nào, tất cả mọi người đều sững sờ. Chỉ có những cường giả vạn pháp cảnh như Giang Dạ mới biết được thanh kiếm này xuất hiện như nào. Thanh kiếm bay ra từ trong hộp kiếm sau lưng Diệp Huyên, tốc độ bay rất nhanh, nhanh tới mức khiến chính bọn họ cũng chỉ nhìn thấy một bóng mờ. Lúc này bọn họ mới phát hiện ra thanh kiếm này đạt tới bậc chân trung phẩm, còn hộp kiếm sau lưng Diệp Huyên cũng là bậc chân. Trên người toàn thần trang. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Diệp Huyên đi tới trước mặt người đàn ông kia, hắn nhếch miệng cười một tiếng, khi nãy gió lớn, ta không nghe rõ ngươi nói gì cả, ngươi lặp lại lần nữa coi. Người đàn ông đó nhìn Diệp Huyên, trên đầu chảy đầy mồ hôi lạnh. Hắn ta biết Diệp Huyên rất mạnh, nhưng không thể ngờ rằng Diệp Huyên lại mạnh tới mức khiến hắn ta không có sức chống trả. Đừng nên làm chim đầu đàn. Hiện giờ trong lòng người đàn ông này đang cảm thấy hối hận tới xanh ruột. Người đàn ông đó không dám suy nghĩ lâu, nở một nụ cười thiếu tự nhiên, Diệp quốc sĩ, tại hạ. Kiếm của Diệp Huyên đột nhiên đâm về phía trước. Phụt. Ngay khi kiếm liên tú xuyên thủng đầu người đàn ông đó, hắn ta im bặt. Hai mắt người đàn ông này trợn tròn, trong ánh mắt hiện rõ thái độ thù hằn. Diệp Huyên nói, xin lỗi, ta run tay, tha lỗi cho ta nhé. Hả, không tha lỗi, vậy ngươi đánh ta đi. Thân thể người đàn ông kia run rẩy, hắn ta đang tức giận. Diệp Huyên không nói nhảm gì nữa, hắn rút kiếm liên tú ra, quay người đi về phía thác Bạt Ngạn ở gần đó. Phía sau hắn, máu tươi phun thẳng ra từ giữa trán người đàn ông kia, ngay sau đó, hắn ta ngã xuống đất. Những người có mặt ở đó đều tỏ vẻ kiêng dè. Cho dù là Giang Dạ thì cũng tỏ vẻ kiêng dè. Cho dù là ông ta thì cũng cảm thấy kiêng dè khi được chứng kiến thực lực của Diệp Huyên, bởi vì thực lực của người đàn ông trung niên xinh đẹp trước đó không chênh lệch với ông ta là bao. Diệp Huyên có năng lực giết chết người đàn ông xinh đẹp đó thì cũng có đủ khả năng giết chết ông ta. Đây chính là nguyên do đến giờ ông ta vẫn không ra tay. Đợi người tới. Diệp Huyên đi tới trước mặt Thác Bạt Ngạn, Thác Bạt Ngạn nhìn Diệp Huyên, không nói gì cả. Diệp Huyên vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Thác Bạt Ngạn, nói, sau ngày từ biệt đó, cô gầy hơn nhiều đấy. Thác Bạt Ngạn nhìn Diệp Huyên, không nói gì cả, nhưng bàn tay giấu trong tay áo từ từ siết chặt lại. Diệp Huyên đột nhiên nhìn sang một tên binh lính cạnh Thác Bạt Ngạn, mang ghế tới cho Ngạn Nhi của ta, đừng để Ngạn Nhi mệt. Nghe vậy, tên binh sĩ kia ngẩn ra, sau đó vội vàng xoay người chạy khỏi đây. Không lâu sau, mấy tên binh sĩ vác ngai vàng tới sau lưng Thác Bạt Ngạn, hai tay Diệp Huyên ôm hai vai Thác Bạt Ngạn, để nàng ta ngồi trên ngai vàng. Thác Bạt Ngạn vẫn không nói gì cả. Lúc này, Thác Bạt Tiểu Yêu đột nhiên đi tới trước mặt Thác Bạt Ngạn, nhếch miệng cười một tiếng, ta mệt quá, ngồi ké nhé. Nói xong, nàng ta ngồi ở bên cạnh Thác Bạt Ngạn luôn. Ngai vàng rất lớn, hoàn toàn đủ cho hai người ngồi. Chương 422, Ninh Quốc chắc chắn sẽ bị diệt vong. Diệp Huyên ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, hiện giờ bốn tên cường giả vạn pháp cảnh đang chiến đấu với nhau, thực lực hai bên ngang tài ngang sức. Diệp Huyên đang định ra tay thì một luồng thần thức bất ngờ tạo áp lực với hắn. Uy áp thần thức của Giang Dạ. Diệp Huyên nhìn về phía Giang Dạ ở cách đó không xa, vậy trước tiên giải quyết ngươi trước đã. Vừa dứt lời, chân phải hắn đạp mạnh xuống mặt đất, ngay khi chân hắn tiếp xúc với mặt đất, thân thể lập tức hóa thành một bóng mờ, lao vút tới, cùng lúc đó, một sợi kiếm quang xuất hiện trước mặt Giang Dạ. Giang Dạ đã biết được thực lực của Diệp Huyên, đương nhiên ông ta không dám coi thường. Ngay khi Diệp Huyên ra tay thì đã có một tấm gương màu đỏ xuất hiện trong tay ông ta. Giang Dạ truyền huyền khí vào trong gương, chiếc gương chấn động, một luồng sáng đỏ lửa phun ra bên ngoài, kiếm mang của Diệp Huyên lập tức bị bao trùm. Ầm. Hai bóng người liên tục lùi ra sau, đương nhiên đó là Diệp Huyên và Giang Dạ. Giữa hai người, vô số kiếm mang và đốm lửa bắn tung tóe, mặt đất xung quanh hai người lập tức trở nên hỗn loạn.
Những người ở xung quanh vội vàng lùi về sau, không dám tới quá gần. Diệp Huyên vừa dừng lại thì kiếm Liên Tú trong tay hắn đột nhiên bay vào bên trong hộp kiếm ở sau lưng, ngay sau đó, Diệp Huyên bước tới trước một bước, tung ra một chỉ. Vù! Một luồng kiếm quang lóe lên. Ngay khi kiếm quang xuất hiện, sắc mặt Giang Giả ở đối diện Diệp Huyên lập tức thay đổi, tay phải ông ta bỏ cái gương đỏ ra, tay trái kết một thủ ấn kỳ lạ, ngay lập tức, tấm gương đỏ kia bốc cháy. Đúng lúc này, phi kiếm của Diệp Huyên đã đánh tới, một kiếm chém lên chiếc gương đỏ đang bốc cháy. Ầm! Một ngọn lửa đỏ thấm từ trong chiếc kính bùng nổ ra ngoài, nhưng ngọn lửa này không thể cắn nuốt hết kiếm mang của Diệp Huyên. Ngược lại ngọn lửa này vừa mới xuất hiện thì đã bị kiếm mang của Diệp Huyên ngăn cản. Trong thời gian này, một kiếm một gương giằng co với nhau. Nhưng rất nhanh sau đó, kiếm Liên Tú đột nhiên bay ngược trở về, quay vào trong hộp kiếm sau lưng Diệp Huyên, nhưng ngay sau đó nó lại bay ra ngoài, lần này tốc độ của nó còn nhanh hơn trước. Lại là một kiếm chém lên tấm gương đỏ. Ầm! Một tiếng nổ lớn vang lên, tấm gương đỏ kia bị đánh bay, cùng bay theo là Giang Giả. Tấm gương đỏ mang theo Giang Giả bay ra sau mấy chục trượng, Giang Giả còn chưa kịp dừng lại thì đã có một thanh kiếm bay tới, tốc độ nhanh như điện. Sắc mặt Giang Giả thay đổi, hai tay đỡ gương ngăn cản ở phía trước. Ầm! Chiếc gương đỏ chấn động kịch liệt, rạn nứt, cùng lúc đó, Giang Giả và chiếc gương đỏ đã nứt kia bay ngược ra mấy chục trượng. Khi ông ta mới dừng lại thì kiếm Liên Tú lại chém tới. Trong lòng Giang Giả hốt hoảng, ông ta không có lựa chọn nào khác. Chỉ còn cách dùng chiếc gương đỏ trong tay chặn ở đằng trước. Kiếm đến. Ầm. Chiếc gương đỏ chấn động kịch liệt, sau đó nổ tung, lực lượng mạnh mẽ lập tức đánh bay chiếc gương đỏ và Giang Giả ra sau chục trượng. Nhưng ông ta còn chưa dừng lại thì Diệp Huyên bất ngờ cầm kiếm xông nhanh về phía trước, hắn xông tới đỉnh đầu Giang Giả, hai tay cầm kiếm Liên Tú bổ mạnh xuống bên dưới. Nhất kiếm định sinh tử. Một kiếm này muốn lấy mạng của đối phương. Khi nhìn thấy lực lượng ẩn chứa bên trong chiêu kiếm này của Diệp Huyên, trong lòng Giang Giả hốt hoảng, hai tay ông ta kéo một cái, một tấm bùa chú màu vàng xuất hiện ở trên đỉnh đầu, kiếm cương của Diệp Huyên chém lên trên tấm bùa chú này. Rầm! Một tiếng nổ lớn vang lên, thân thể Diệp Huyên bay ngược ra bên ngoài. Ở cách đó hơn 10 trượng, Diệp Huyên vừa rơi xuống đất thì mặt đất dưới chân hắn lập tức nứt vỡ, một dòng máu tươi chậm rãi rỉ ra từ nơi khóe miệng. Diệp Huyên lau máu tươi ở khóe miệng, ngẩng đầu lên nhìn Giang Giả ở cách đó không xa, lúc này tấm bùa chú màu vàng trước mặt Giang Giả đã bốc cháy, dần dần biến mất. Khi thấy tấm bùa chú màu vàng này từ từ biến mất, trái tim Giang Giả đang rỉ máu, ông ta đã phải bỏ ra chục triệu linh thạch cực phẩm mới mua được tấm bùa vàng giữ mạng này đó. Chục triệu linh thạch cực phẩm đó. Nếu như là trước đây thì chục triệu linh thạch cực phẩm cũng không phải là nhiều. Nhưng hiện giờ thì chục triệu linh thạch cực phẩm chắc chắn là một con số rất lớn. Tổn thất quá lớn. Giang Giả ngẩng đầu lên nhìn về phía Diệp Huyên cách đó không xa, gằn giọng, tên khốn dám xen vào việc người khác, lão phu sẽ chém ngươi thành muôn mảnh. Vừa nói xong, ông ta quay đầu lại nhìn về phía bên ngoài hoàng cung, ở xa xa có một đội kỵ binh trăm người nhanh chóng chạy tới, nơi những kỵ binh này đi qua, mặt đất bốc cháy, dẫn đầu là một cô gái mặc áo giáp bạc. Khi thấy cảnh này, Giang Giả ngẩn ra, sau đó hắn ta đột nhiên cười lớn, Diệp Huyên, cho dù người của ta còn chưa tới nhưng xem ra không thiếu người muốn Ninh Quốc diệt vong. Khí thế đội kỵ binh này đáng sợ như vậy, vừa nhìn qua là biết đó là một đội quân tinh nhuệ trải qua trăm trận, Ninh Quốc chắc chắn sẽ bị diệt vong. Chương 423, các ngươi không xứng để sống. Nghe Giang Giả nói như vậy, sắc mặt Diệp Huyên lập tức trở lên quái lạ. Ngoài hoàng cung, bộ pháp khi xông tới của đội kỵ binh kia hoàn toàn đồng bộ với nhau, khí thế ngút trời, trên người mỗi tên kỵ binh đều mang theo hơi thở giết chóc nồng nặc, giống như được sinh ra để giết người vậy. Chỉ nhìn khí thế và sát khí đã khiến mọi người cảm thấy sợ hãi. Đội kỵ binh này rất giống với Hắc Diễm quân của đế quốc Đại Vân, nhưng lại có chút khác biệt, bởi vì đội kỵ binh này tu luyện sát khí quyết của binh gia. Sát khí quyết, sát ý càng lớn, lực chiến càng mạnh. Tuy chỉ có 100 người nhưng hơi thở và sát ý tỏa ra từ trên 100 người này khiến những cường giả ở trung thổ thần châu cũng phải thay đổi sắc mặt. Đội đạo binh này đã không hề thua kém đạo binh ở trung thổ thần châu. Tốc độ của 100 kỵ binh này rất nhanh, chỉ trong chớp mắt bọn họ đã xông tới trước mặt Diệp Huyên. Ngoài cô gái mặc giáp bạc cầm đầu ra, những binh sĩ còn lại đồng thời quỳ một gối xuống,
đồng thanh hô, bái kiến viện trưởng. Tiếng hô như chuông đồng, đinh tai nhức óc. Viện trưởng. Tất cả mọi người có mặt ở đó đều ngây ra như phỗng. Đó là người của Diệp Huyên sao? Khi cảm nhận được khí thế và hơi thở của đạo binh học viện Thương Lan, trong lòng Diệp Huyên vô cùng mừng rỡ. Hắn đã phải trả một cái giá lớn mới xây dựng được đội đạo binh này, có thể nói hắn đã hao tổn rất nhiều tinh thần và sức lực. Đội đạo binh này không hề khiến hắn phải thất vọng, hiện giờ đội đạo binh này tuyệt đối không yếu hơn Hắc Diễm quân của đế quốc Đại Vân. Lúc này một cô gái mặc giáp bạc đi tới trước mặt Diệp Huyên, nàng ấy đội mũ giáp và đeo mặt nạ, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt. Cô gái mặc áo giáp này chính là Khương Cửu, thống lĩnh của đội kỵ binh này. Khương Cửu đánh giá Diệp Huyên, thần hợp cảnh. Diệp Huyên gật đầu, mới đạt tới. Khương Cửu gật đầu, ngươi là viện trưởng, hạ mệnh lệnh đi. Diệp Huyên nhếch miệng cười một tiếng, đang định nói gì đó thì đúng lúc này, Thác Bà Tiểu Yêu ở cách đó không xa đột nhiên ho nhẹ một tiếng, sau đó nàng ta đi tới bên cạnh Diệp Huyên, vẻ mặt khá nghiêm túc. Thác Bà Tiểu Yêu. Diệp Huyên vội vàng hiểu ra, lập tức giới thiệu, xin giới thiệu cho Tiểu Cửu và mọi người biết. Người ở bên cạnh ta là Thác Bạt Tiểu Yêu, đến từ Trung Thổ Thần Châu, đứng thứ 8 trên bảng yêu nghiệt. À đúng rồi, nàng ta cũng là phó viện trưởng học viện Thương Lan chúng ta, khi mọi người gặp nàng ta thì phải cung kính như khi gặp ta vậy. Những kỵ binh kia ngẩn ra, ngay sau đó bọn họ lấy lại bình tĩnh, đứng dậy hành lễ với Thác Bạt Tiểu Yêu, bái kiến phó viện trưởng. Khi nhìn thấy mọi người hành lễ, Thác Bạt Tiểu Yêu lập tức nở một nụ cười hài lòng. Nàng ta gật đầu. Nói như ông cụ non vậy, đều là người trong nhà mà, không cần phải khách khí như vậy đâu. À, nói tới đây, nàng ta đột nhiên nhìn sang phía Diệp Huyên, hỏi nhỏ tiếp theo phải nói gì nhỉ? Diệp Huyên nghiêm mặt nói, bảo bọn họ giết người, giết sạch đám người từ Trung Thổ Thần Châu tới. Thác Bà Tiểu Yêu gật đầu, thật ra ta cũng suy nghĩ như vậy đó. Diệp Huyên. Thác Bà Tiểu Yêu giận dữ chỉ thẳng vào đám cường giả Trung Thổ Thần Châu ở phía xa, đám xấu xa các ngươi không ở yên Trung Thổ Thần Châu mà tới Thanh Châu làm điều ác, các ngươi có còn lương chi không hả? Các ngươi có còn tính người nữa hay không? Ta nói cho các ngươi biết, ta thời tiết hôm nay nhiều mây. Nói tới đây, nàng ta vội vàng nhìn sang phía Diệp Huyên, tiếp theo phải nói gì nữa hả? Mọi người! Sắc mặt Diệp Huyên đen lại, đừng nói gì nữa cả. Đánh luôn đi. Thác Bà Tiểu Yêu lắc đầu, không, ta từng đọc một quyển sách, bên trên viết trước khi khai chiến thì khí thế vô cùng quan trọng. Chúng ta nhất định phải áp đảo bọn chúng về mặt khí thế. Ngươi xem ta nè. Nói tới đây, nàng ta quay người nhìn về phía đám cường giả Trung Thổ Thần Châu ở phía xa, ta nói cho các ngươi biết, các ngươi làm vậy là không đúng, ngươi. Mẹ kiếp, nói nhảm ít thôi. Đúng lúc này, một thanh niên cách đó không xa đứng ra. Gần giọng nói, muốn đánh thì đánh, nói nhảm nhiều như vậy làm gì hả? Chúng ta nhiều người như vậy chẳng lẽ phải sợ ngươi hay sao? Ngươi! Đúng lúc này, cánh tay cầm chùy của Thác Bà Tiểu Yêu đột nhiên ném ra. Rầm! Người thanh niên kia còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị một chùy đánh bay ra ngoài, trên không trung, thân thể người thanh niên đó nổ tung, máu tươi bắn tung tóe. Mọi người! Thác Bà Tiểu Yêu lạnh lùng nhìn xung quanh. Tức tối nói, vốn ta muốn không đánh mà thắng, nhưng hiện giờ xem ra đám cặn bã các ngươi không xứng để sống trên đời này nữa. Nói xong, nàng ta cầm chùy xông thẳng tới. Đội đạo binh Thương Lan cũng xông lên theo nàng ta. Khi thấy Thác Bà Tiểu Yêu và đạo binh của học viện Thương Lan xông tới, sắc mặt đám cường giả Trung Thổ Thần Châu lập tức thay đổi, có vài người đã muốn rút lui. Lúc này, Giang Dạ ở gần đó đột nhiên giận dữ quát, chúng ta có 600-700 người. Bọn chúng chưa đầy 100 người, sao phải sợ bọn chúng? Trang bị trên người đám kỵ binh này thấp nhất cũng là bậc minh, chỉ cần chém giết được bọn chúng, tất cả mọi người sẽ giàu to. Giết! Vừa dứt lời, ông ta xông thẳng tới. Ở xung quanh, sau khi do dự trong giây lát, cuối cùng đám cường giả Trung Thổ Thần Châu kia vẫn không thể kìm nén được sức hấp dẫn của tiền tài, đua nhau xông tới. Về mặt số lượng, phe Diệp Huyên đã rơi vào thế yếu. Nhưng chỉ là thế yếu về mặt số lượng, về mặt chất lượng thì bên Diệp Huyên chiếm ưu thế, đặc biệt là Thác Bà Tiểu Yêu. Cho dù cô nàng này không tim không phổi, nhưng nàng ta rất mạnh mẽ. Cho dù là chính hắn cũng không dám nói bản thân chắc chắn chiến thắng được nàng ta. Chương 424, quét dọn chiến trường nào. Thác Bà Tiểu Yêu cưỡi ngựa đi đầu,
Nàng ta xông vọt vào giữa đám đông, trong tay cầm chùy đập loạn, chỉ trong thời gian ngắn đã có mười mấy người mất mạng tại chỗ. Không có ai đỡ được một chùy của nàng ta cả. Dù sao nàng ta cũng đứng trong hàng ngũ 10 vị trí đầu của bảng yêu nghiệt. Về phần đạo binh Thương Lan, bọn họ đánh đâu thắng đó. Bọn họ xông tới đâu cũng không có bất kỳ ai cản lại nổi. Đạo binh Thương Lan không chỉ có thực lực cá nhân mạnh mẽ, trang bị của bọn họ cũng vô cùng đáng sợ, cường giả bình thường không thể đả thương được bọn họ. Trận đại chiến vừa mới nổ ra thì thế cục đã rõ, hơn 100 tên đạo binh Thương Lan ngăn cản mấy trăm tên cường giả tới từ Trung Thổ Thần Châu. Thật ra ngoài thực lực bản thân của những đạo binh Thương Lan này và Thác Bà Tiểu Yêu ra thì còn có một nguyên nhân khác, đó là những cường giả Trung Thổ Thần Châu này không hề có tổ chức, xông lên thì tán loạn, hơn nữa trong lòng mỗi người đều mang đủ những ý nghĩ xấu xa, muốn người khác xông lên liều mạng, còn mình thì chiếm lợi ích. Khi đối mặt với quân đội thì mọi chuyện vô cùng thuận lợi, bởi vì thực lực cá nhân của bọn chúng vượt xa binh sinh, đánh như nào cũng có thể chiến thắng. Nhưng hiện giờ bọn chúng gặp phải một đội đạo binh trải qua huấn luyện nghiêm ngặt, hơn nữa thực lực cá nhân cũng rất mạnh mẽ. Trong đầu đạo binh Thương Lan chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó chính là giết. Giang Dạ xông lên phía trước, mục tiêu của ông ta chính là đạo binh Thương Lan, nhưng ông ta còn chưa ra tay thì Diệp Huyên đã cầm kiếm xông vọt tới trước mặt ông ta, hung hăng bổ xuống một kiếm. Ầm! Giang Dạ bị đánh bay ra ngoài gần trăm trượng. Hắn ta vừa mới dừng lại thì có một thanh phi kiếm từ trong hộp kiếm sau lưng Diệp Huyên bất ngờ bay ra, chỉ trong nháy mắt, thanh phi kiếm đã chém tới trước mặt hắn ta. Lại là phi kiếm. Trong lòng Giang Dạ hoảng hốt, lần này hắn ta không còn dám đón đỡ một kiếm này nữa, cưỡng ép thân thể né sang bên trái, nhưng tiếc là vẫn đã quá muộn. Phụt! Một cánh tay bay thẳng ra ngoài, máu tươi phun ra. Sau khi kiếm liên tú chém bay một cánh tay của Giang Dạ thì lập tức quay trở về trong hộp kiếm. Kiếm không bay ra tiếp, bởi vì Giang Dạ đã lùi ra ngoài hoàng cung, kéo giãn khoảng cách với hắn. Ở khoảng cách này, cho dù phi kiếm có thể đánh tới được nhưng uy lực sẽ giảm xuống nhiều. Giang Dạ nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, trong ánh mắt hắn ta ngoài vẻ thù hằn ra thì còn có kiêng dè. Phi kiếm của Diệp Huyên quả thực là quá kinh khủng. Vào lúc này, những cường giả đến từ Trung Thổ Thần Châu cũng đã bắt đầu tan tác. Sau khi chứng kiến được sự kinh khủng của đạo binh Thương Lan, một số cường giả Trung Thổ Thần Châu đã bắt đầu chạy trốn, bọn chúng tới đây vì tiền chứ không phải đi tìm cái chết. Thấy có người chạy trốn, một số người còn lại cũng đánh mất ý chí chiến đấu, đua nhau bỏ chạy. Thế là những cường giả Trung Thổ Thần Châu ở đó người trốn thì trốn, người chết thì chết. Sắc mặt Giang Dạ vô cùng khó coi, đúng lúc này, Diệp Huyên ở phía xa bất ngờ xông nhanh tới trước, sắc mặt Giang Dạ thay đổi, không chút nghĩ ngợi gì cả, hắn ta tung bay lui về phía sau 50-60 trượng. Hắn ta dừng lại thì Diệp Huyên đã xuất hiện ở chỗ hắn ta đứng khi trước. Khoảng cách giữa hai người vẫn rất lớn. Diệp Huyên nhíu chặt mày, với thực lực của hắn hiện giờ hoàn toàn có thể thắng được cường giả vạn pháp cảnh, nhưng nếu như Giang Dạ không muốn chiến đấu, một mực tránh né thì quả thật là hắn không có biện pháp nào để bắt đối phương. Diệp Huyên không quan tâm tới Giang Dạ nữa, kiếm liên tú từ trong hộp kiếm ở sau lưng bay ra ngoài, tạo thành một lỗ hổng giữa trán một tên cường giả Trung Thổ Thần Châu ở cách đó vài chục trượng. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, ở nơi đây xuất hiện thêm chừng 200 thi thể, số cường giả Trung Thổ Thần Châu còn lại đều đã chạy trốn. Về phần đám con em thế gia Ninh Quốc, khi thấy Giang Dạ không đấu lại được Diệp Huyên thì đã chạy trốn luôn rồi. Bọn chúng biết có Diệp Huyên ở đây, trong thời gian ngắn Ninh Quốc sẽ không diệt vong. Trên không trung, hai tên cường giả vạn pháp cảnh đến từ Trung Thổ Thần Châu cũng dừng tay, bởi vì hiện giờ dù cho hai người bọn họ tiếp tục chiến đấu thì cũng không hề có ý nghĩa gì. Nhưng hai người đó và Giang Dạ vẫn chưa rời khỏi. Diệp Huyên cũng không quan tâm tới ba người này, hắn cất kiếm liên tú đi, nhìn về phía Thác Bạt Tiểu Yêu ở gần đó, Tiểu Yêu, dẫn các huynh đệ đi quét dọn chiến trường nào. Thác Bạt Tiểu Yêu nhếch miệng cười một tiếng, nụ cười tươi roi rói, được. Nói xong, nàng ta nhìn đạo binh Thương Lan ở sau lưng, quét dọn chiến trường nào. Mọi người hơi khom người xuống. Nếu như trước đó bọn họ tôn trọng Thác Bạt Tiểu Yêu là vì Diệp Huyên, vậy thì hiện giờ bọn họ tôn trọng Thác Bạt Tiểu Yêu từ tận đáy lòng mình. Nàng ta quá mạnh mẽ. Có thể nói nếu như không có Thác Bạt Tiểu Yêu vậy bọn họ không thể nào kết thúc trận chiến này nhanh như vậy được. Bởi vì Thác Bạt Tiểu Yêu đã giải quyết phần lớn những kẻ mạnh. Hơn nữa khi đó những cường giả Trung Thổ Thần Châu đều khá kiêng dè nàng ta.
Một chùy đập chết tươi một tên, có ai mà không kiêng dè. Ở trên thanh thương giới, chỉ có cường giả mới nhận được sự tôn trọng từ người khác. Thác bà tiểu yêu tích cực quét dọn chiến trường, hiện giờ nàng ta đã say mê cảm giác ăn cướp này mất rồi. Diệp Huyên đi tới trước mặt Thác Bạt Ngạn, đội kim ngô vệ phòng vệ trước mặt Thác Bạt Ngạn nhanh chóng tránh sang một bên. Thác Bạt Ngạn nhìn Diệp Huyên, đang định nói gì đó thì Diệp Huyên đột nhiên lấy ra một quyển trục tỏa ra hào quang, đưa tới trước mặt nàng ta, bồn lôi chú, một quyển võ ký bậc thiên, tặng cho cô đó. Võ ký bậc thiên. Thác Bạt Ngạn ngẩn ra. Chương 425, đạo binh siêu cấp. Võ ký bậc thiên. Không chỉ là Thác Bạt Ngạn, rất nhiều người có mặt ở đó đều ngẩn ra. Cho dù là hai tên cường giả vạn pháp cảnh ở sau lưng Thác Bạt Ngạn thì cũng cảm thấy kinh ngạc. Võ ký bậc thiên vô cùng hiếm gặp. Giá trị của nó vô cùng lớn. Phải biết Hoàng thất Ninh Quốc truyền thừa biết bao nhiêu năm nhưng vẫn không hề có võ ký bậc thiên tồn tại. Đừng nói là Ninh Quốc, cho dù là cả Thanh Châu thì chỉ e cũng chỉ có Học viện Thương Mộc trước đây và Đế quốc Đại Vân có. Nhưng hiện giờ Diệp Huyên lại tiện tay đưa tặng. Không đơn giản là hào phóng thôi đâu. Thác Bạt Ngạn nhìn Diệp Huyên, không nói gì cả. Diệp Huyên cười nói, sao vậy? Vì sao? Thác Bạt Ngạn hỏi. Vì sao? Diệp Huyên lắc đầu cười một tiếng, đặt quyền võ ký bậc thiên kia vào trong tay Thác Bạt Ngạn, không có lý do gì cả, thích thì tặng, chỉ đơn giản vậy thôi. Thác Bạt Ngạn nhìn Diệp Huyên hồi lâu, cuối cùng nàng ta cất quyền võ ký bậc thiên kia đi. Mà lúc này Thác Bạt Tiểu Yêu đã quét dọn chiến trường xong. Nàng ta cười tủm tỉm đi tới trước mặt Diệp Huyên, tiểu Diệp tử, thu hoạch lần này rất khá đó. Diệp Huyên cười hỏi, nói thử coi. Thác Bạt Tiểu Yêu cười càng tươi hơn, có tổng cộng 2 tỷ 9 kim tệ, linh thạch cực phẩm hơn 7 triệu, vũ khí bậc minh 17 món, linh khí cực phẩm 72 món, những thứ linh tinh khác cũng rất nhiều, nhưng giá trị không quá lớn. Hơn 7 triệu linh thạch cực phẩm. Diệp Huyên gật đầu, cho dù ít hơn những thứ lấy được ở Học viện Thương Mộc nhiều. Nhưng cũng là một khoản kha khá. Đặc biệt là trong thời điểm này, 7 triệu linh thạch cực phẩm cũng được coi là một khoản tiền rất kinh người. Dường như Diệp Huyên nghĩ đến chuyện gì, hắn đột nhiên nói, tiểu yêu, lấy 1/3 ra chia cho các huynh đệ. Thác bà tiểu yêu nhìn đội đạo binh Thương Lan ở cách đó không xa, gật đầu nói, được. Nói xong, nàng ta bắt đầu phân chia. Các kỵ binh Thương Lan đưa mắt nhìn nhau, hiển nhiên bọn họ không ngờ rằng Diệp Huyên sẽ chia cho bọn họ. Phải biết khi bọn họ ở Học viện Thương Lan, mỗi tháng đều được nhận quân lương, không chỉ như vậy, Học viện Thương Lan còn chi một khoản tiền khổng lồ ra để mua võ kỹ, mua trang bị, mua đan dược và mua toàn bộ tài nguyên tu luyện cho bọn họ. Thật ra đãi ngộ của bọn họ đã là rất tốt rồi. Lúc này, một tên kỵ binh Thương Lan ở đó đột nhiên đứng dậy, viện trưởng, chúng ta đã nhận được đủ rồi, không cần làm vậy đâu. Cho dù bọn họ cũng đồng lòng nhưng cũng hiểu làm người không thể quá tham làm được. Nếu như quá tham lam thì sợ rằng cuối cùng sẽ đánh mất tất cả. Diệp Huyên cười nói, các ngươi cũng bỏ sức mà, đó là những thứ các ngươi xứng đáng được nhận. Không chỉ lần này, tương lai bất luận là nhiệm vụ gì đi nữa, nếu có chiến lợi phẩm thì các ngươi sẽ nhận được 1/3, 2/3 còn lại thuộc về học viện, cứ quyết định như vậy đi. Tên kỵ binh kia còn định nói gì đó thì Thác Bạt Tiểu Yêu ở bên cạnh đột nhiên ném cho hắn ta một chiếc nhẫn chứa đồ, trước đó các ngươi cũng bỏ công. Đây là thứ các ngươi xứng đáng được nhận, chớ có nhiều lời nữa. Thấy Diệp Huyên đã quyết định, tên kỵ binh Thương Lan kia không nói gì nữa, sau khi cất nhẫn chứa đồ đi thì 100 tên kỵ binh Thương Lan cúi sâu người hành lễ với Diệp Huyên, sau đó lặng lẽ lùi sang một bên. Lúc này Thác Bạt Ngạn đột nhiên nói, có thể cho ta mượn đạo binh của ngươi không? Diệp Huyên nhìn về phía Thác Bạt Ngạn, Thác Bạt Ngạn nói, trong thành vẫn còn cường giả từ Trung Thổ Thần Châu tới. Binh sĩ bình thường không thể nào đối phó với bọn chúng được. Diệp Huyên gật đầu, cô dẫn theo 50 tên kỵ binh tiêu diệt toàn bộ những kẻ đó ở trong thành đi. Cô, Tiểu Cửu, hai cô đi theo ta có việc phải bàn bạc với hai cô. Khương Cửu đột nhiên chỉ vào 3 người giang giả ở ngoài cửa cung, vậy bọn họ phải làm sao? 3 người giang giả vẫn chưa rời đi, nhưng 3 người chỉ dám đứng ở xa, không dám tiến tới gần. Bọn chúng rất kiêng dè phi kiếm của Diệp Huyên. Bà lão sau lưng Thác Bạt Ngạn đột nhiên lên tiếng, không sao đâu, có 2 người bọn ta chú ý tới chúng là được rồi. Diệp Huyên gật đầu, sau đó hắn và Thác Bạt Ngạn, Khương Cửu đi vào trong đại điện hoàng cung ở phía xa xa. Thác Bạt Tiểu Yêu không đi theo cùng mà âm thầm chạy ra khỏi ngoài cùng.
Trước đó nàng ta nghe Thác Bạt Ngạn nói hiện giờ trong thành còn rất nhiều cường giả đến từ Trung Thổ Thần Châu. Sao nàng ta có thể bỏ qua cơ hội này được? Trong cung điện cách đó không xa, Khương Cửu liếc nhìn ra sau lưng, người bạn kia của ngươi xuất cung rồi. Diệp Huyên cười nói, không cần lo lắng cho nàng ta, cho dù là vạn pháp cảnh cũng không thể làm gì được nàng ta đâu. Đứng thứ 8 bảng yêu nghiệt đó. Đừng nói là ở trong khu vực Thanh Châu, cho dù là ở Trung Thổ Thần Châu thì cũng không có mấy ai dám trêu chọc tới một người như vậy. Và lại lai lịch của Thác Bạt Tiểu Yêu không hề đơn giản, nếu nói nàng ta không có con át chủ bài giữ tính mạng nào thì có đánh chết hắn cũng không tin. Cửa điện đóng lại, bên trong chỉ còn 3 người ngồi quanh một chiếc bàn. Khương Cửu và Thác Bạt Ngạn nhìn về phía Diệp Huyên trầm giọng nói, ta muốn xây dựng một đội đạo binh, không phải đạo binh bình thường mà là đạo binh siêu cấp. Số lượng không cần quá đông, 10 người là được, nhưng bọn họ nhất định phải là đứng đầu, không chỉ có thực lực cá nhân cao nhất, trang bị bọn họ dùng cũng phải là cao cấp nhất. Khương Cửu trầm giọng nói, cao cấp nhất, ngươi định trang bị bậc chân cho họ sao? Diệp Huyên gật đầu. Nghe vậy, Thác Bạt Ngạn và Khương Cửu nhìn nhau, trong ánh mắt hai người đều hiện lên vẻ ngạc nhiên. Trang bị bậc chân. Hai cô gái im lặng. Diệp Huyên cười khổ, thật ra hắn cũng biết suy nghĩ này khá điên cuồng. Giá trị của một món trang bị bậc chân vô cùng to lớn đó. Phải biết cái hộp kiếm ở sau lưng hắn trị giá gần 3 tỷ kim tệ. Hiện giờ hắn còn nợ Túy Tiên Lâu 20 triệu linh thạch cực phẩm. Cho dù vật phẩm của kiếm tu quý giá hơn bình thường nhưng giá thấp nhất của một món trang bị bậc chân cũng cần 15 triệu linh thạch cực phẩm. 15 triệu linh thạch cực phẩm. Với tình hình trước mắt thì đây là một con số vô cùng kinh người. Thác Bạt Ngạn nhìn Diệp Huyên, trầm giọng nói, nếu như muốn trang bị linh khí bậc chân thì cho dù Ninh Quốc ta và Khương Quốc bắt tay với nhau cũng khó lòng làm được. Và lại cho dù làm được thì e là cũng phải dốc sức cả nước, với cục diện hiện giờ. Nếu như dốc sức cả nước thì rất có thể được không bù nổi mất, thậm chí hai nước sẽ bị sụp đổ. Khương Cửu gật đầu, Thác Bạt Quốc chủ nói đúng lắm, trang bị bậc chân quá mức quý giá. Diệp Huyên đột nhiên nói, như thế này đi, chuyện tiền bạc do ta phụ trách, các cô chịu trách nhiệm lựa chọn người là được. Chương 426, đi theo ta một năm. Hai cô gái nhìn về phía Diệp Huyên, Khương Cửu nhíu mày, ngươi đi đâu để kiếm được nhiều tiền như vậy chứ? Diệp Huyên cười đáp, ta sẽ có cách, các cô phụ trách chọn người cho ta, chọn 5 người Khương Quốc, 5 người Ninh Quốc, nếu như có nhiều hơn thì cũng được. Tiểu Cửu, nếu cô tuyển người thì hãy lựa chọn từ trong đạo binh ấy, lựa chọn những người tinh nhuệ ở trong đạo binh. Ngạn, cô cũng phải chọn người như vậy, hãy chọn những ai xuất sắc nhất của Ninh Quốc. Sau khi các cô lựa chọn xong, ta sẽ đích thân kiểm tra, ta gật đầu thì mới xem như thông qua. Nói tới đây, hai tay hắn đặt lên bàn, ta muốn là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Cho dù đạo binh Thương Lan cũng rất được nhưng vẫn còn chưa đủ, hắn cần một thanh đao nhọn có thể đâm thủng tất cả chướng ngại. Đặc biệt là trong thời đại hỗn loạn này, hắn cần một đội đạo binh siêu cấp có thể xử lý tất cả mọi chuyện. Chỉ dựa vào một mình hắn thì không thể xây dựng được đội đạo binh này. Hắn cần Ninh Quốc và Khương Quốc ủng hộ hết mình, còn cả Túy Tiên Lâu nữa. Dù cho có 3 thế lực này ủng hộ thì hắn cũng không dám chắc chắn là sẽ xây dựng thành công. Nhưng hắn muốn liều một phen. Hiện giờ cho dù hắn tìm được 20 thanh kiếm bậc chân đi chăng nữa thì cũng không thể đột phá tới vạn pháp cảnh được, bởi vì hắn chỉ vừa mới đạt tới thần hợp cảnh cảnh giới còn chưa vững chắc. Cho dù là có thể thì hắn cũng không dám, nếu hắn xông lên vạn pháp cảnh vào lúc này thì là quá nóng vội rồi. Hắn vẫn hiểu được đạo lý nóng vội thì không thành công. Việc cấp bách trước mắt hiện giờ chính là ổn định cảnh giới của bản thân, sau đó xông lên vạn pháp cảnh. Trong lúc đó, hắn có thể phát triển đạo binh của Học viện Thương Lan và thành lập một đội đạo binh siêu cấp. Lúc này Thác Bạt Ngạn đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyên, ngươi nghiêm túc đó hả? Diệp Huyên gật đầu, khu vực Thanh Châu không thể hỗn loạn được, ít nhất là Khương Quốc và Ninh Quốc không thể rối loạn, nếu muốn vậy thì cần có được thực lực mạnh mẽ. Một mình ta vẫn còn thiếu rất nhiều. Thác Bạt Ngạn đột nhiên lấy một chiếc nhẫn chứa đồ màu tím ra, đưa tới trước mặt Diệp Huyên, không nói thêm gì cả. Đây là, Diệp Huyên hỏi. Thác Bạt Ngạn bình tĩnh nói, 30 triệu linh thạch cực phẩm. Nghe vậy, Diệp Huyên và Khương Cửu đều ngẩn ra. 30 triệu linh thạch cực phẩm đó. Trong lòng Diệp Huyên đương nhiên sẽ cảm thấy kinh ngạc, bởi vì số tiền này còn nhiều hơn những gì hắn lấy được ở Học viện Thương Mộc. Dường như Thác Bạt Ngạn hiểu được suy nghĩ của Diệp Huyên.
Nàng ta giải thích, các đời quốc chủ Ninh quốc ta đều tích lũy một khoản tiền riêng, khoản tiền này sẽ được tích lũy qua các đời, nó chỉ được dùng vào thời khắc mấu chốt của Ninh quốc. Diệp Huyên trầm giọng nói, đây là tiền cứu mạng của Ninh quốc. Cô đưa cho ta. Thác Bạt Ngạn nhìn Diệp Huyên, nếu như không có ngươi thì Ninh quốc sớm đã bị diệt vong rồi, nhưng ngươi phải hứa với ta nếu như ngươi còn sống thì Ninh quốc sẽ không bị tiêu diệt. Diệp Huyên gật đầu, ta hứa với cô. Thác Bạt Ngạn gật đầu, không nói gì nữa. Khương Cửu ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng, ta sẽ trở về Khương quốc, bảo Phụ Hoàng đưa một ít linh thạch cực phẩm ra, nhưng chắc là không nhiều đâu, hiện giờ Khương quốc khá khó khăn. Diệp Huyên cười đáp, được. Như vậy hiện giờ các cô hãy đi chọn người, những việc còn lại cứ để ta. Sau đó, Khương Cửu và Thác Bạt Ngạn rời khỏi đại điện. Đi chọn người. Đối với hai cô gái mà nói, việc cần làm hiện giờ chính là chọn người, cả nước chọn ra 5 người, đây không phải là một việc đơn giản. Diệp Huyên không rời khỏi đây, hắn chờ chừng nửa canh giờ thì một ông lão xuất hiện bên trong điện. Ngũ lâu chủ. Diệp Huyên lấy một chiếc nhẫn chứa đồ ra đưa tới trước mặt ngũ lâu chủ, đổi toàn bộ những thứ bên trong nhẫn chứa đồ thành linh thạch cực phẩm. Ngũ lâu chủ quan sát những thứ bên trong nhẫn chứa đồ, sắc mặt lập tức thay đổi, bởi vì bên trong có một quyển võ ký bậc thiên, 10 quyển võ ký bậc địa thượng phẩm, linh khí bậc chân 2 món, linh khí bậc minh có hơn 30 món, linh khí cực phẩm thì hơn 80 món, ngoài ra còn vô số những thứ linh tinh khác nữa. Đây là một số tài sản rất kinh khủng. Đặc biệt là võ ký bậc thiên và linh khí bậc chân, nó có thể bán ra cái giá trên trời. Ngũ lâu chủ không nói gì thêm, cầm nhẫn chứa đồ quay người rời khỏi. Sau khi ngũ lâu chủ rời đi, Diệp Huyên tiến vào tháp giới ngục, hắn đi tới một góc hẻo lánh, có một thanh kiếm đang run rẩy ở nơi đó. Kiếm bậc thiên. Diệp Huyên im lặng một hồi, sau đó nói, đi theo ta một năm, sau đó ngươi sẽ được tự do, ta nói được thì làm được. Thanh kiếm vẫn không phản ứng lại. Diệp Huyên xoay người rời đi. Ngay khi Diệp Huyên đi ra tới cửa thì chuôi kiếm bậc thiên đột nhiên chấn động, phát ra một tiếng kiếm ngân. Diệp Huyên ngừng lại. Đế quốc Đại Vân. Một cô gái đứng trên tường thành, hai tay giấu trong ống tay áo, bên trên tay áo thêu hai móng vuốt của chim phượng đen. Người này chính là Kháo Sơn Vương Liên Vạn Lý của đế quốc Đại Vân. Ở đối diện Liên Vạn Lý là một ông lão. Ông lão này mặc một chiếc áo dài màu hồng phấn, bên trên chiếc áo thêu những hình ảnh nam nữ đang ôm lấy nhau, làm những hành động không thể miêu tả. Ông lão nhìn Liên Vạn Lý, trong mắt hiện rõ thái độ kiêng dè, bởi vì khi nãy ông ta từng thử tay với cô gái trước mắt. Chỉ một chiêu ông ta đã bại. Ông lão ôm quyền với Liên Vạn Lý, Liên cô nương, khi trước ta và cô nương bàn bạc chuyện tiêu diệt Diệp Huyên và Khương Quốc, Ninh Quốc, không biết Liên cô nương cân nhắc sao rồi. Diệt Diệp Huyên. Liên Vạn Lý trừng mắt lên nhìn, chuyện này còn cân nhắc gì chứ? Không cần cân nhắc, ta ủng hộ Hợp Hoan Tông, ủng hộ hết mình luôn. Trong lòng ông lão mừng rơn, thật chứ? Liên Vạn Lý nghiêm túc gật đầu thật, còn thật hơn cả vàng nữa. Chương 427, sau lưng hắn có chỗ dựa hay không? Thanh Châu. Linh khí ở Thanh Châu ngày càng ít ỏi, ở rất nhiều nơi linh khí đã hoàn toàn khô kiệt, trở thành vùng hoang vu. Rất nhiều thành trì lớn nhỏ ở Thanh Châu cũng đã biến thành những tòa thành trống không. Trốn. Tất cả mọi người đều đi tới những nơi có linh khí, đều liều mạng để sống sót, rất nhiều tòa thành trống rỗng, cũng có rất nhiều tòa thành chật kín người, chen chúc lẫn nhau. Cộng thêm việc này càng có nhiều cường giả trung thổ thần châu tới Thanh Châu cướp đoạt, hiện giờ Thanh Châu đã vô cùng rối loạn rồi. Đế quốc Đại Vân. Trên tường thành đế đô Đại Vân, Liên Vạn Lý lặng yên đứng ở đó. Sau lưng nàng ta là một cô gái mặc áo giáp, hông đeo trường kiếm. Liên Vạn Lý mặc một chiếc váy dài đỏ sậm, chân váy lê trên mặt đất, trên chiếc váy được thêu những chiếc vảy màu đỏ lửa. Vảy phượng. Những chiếc vảy này được thêu rất sống động, trông hệt như thật. Liên Vạn Lý nhìn về phía xa, cuối tầm mắt là những dãy núi dài liên miên không dứt, ở bên trong dãy núi đó, có rất nhiều người đang liều mạng chạy tới đế đô. Bởi vì đế đô Đại Vân có linh khí. Hơn nữa cửa thành đế đô Đại Vân cũng không đóng, những người này có thể tự do tiến vào trong đế đô Đại Vân. Hồi lâu sau, Liên Vạn Lý chuyển tầm mắt đi, A Tả, miêu tả tình hình đi. A Tả cúi đầu xuống, bẩm Ngô Vương, trong Đại Vân cảnh ta đã có 3 tòa thành hoàn toàn mất đi linh khí, 3 tòa thành đang tiêu tán với tốc độ cực nhanh, tối đa 1 tháng nữa là linh khí sẽ biến mất, gần như không còn.
Nói tới đây, nàng ta dừng lại vài giây, sau đó nói tiếp, ngoại trừ thiên tai ra thì còn có nhân họa, khắp các nơi đều đã xuất hiện bạo động, cộng thêm cường giả trung thổ thần châu xâm lược, điên cuồng càn quét, cướp đoạt, hiện giờ mọi nơi ở Thanh Châu đều đã rối loạn. Sắc mặt Liên Vạn Lý trầm xuống, hồi lâu sau nàng ta hỏi, Khương Quốc và Ninh Quốc sao rồi? A Tả trầm giọng đáp, tình hình khá hơn một chút. Trong trận chiến Ninh Quốc, Diệp Huyên thắng lớn, hiện giờ rất nhiều cường giả đến từ Trung Thổ Thần Châu không dám tùy tiện chọc vào hắn. Đương nhiên hoại trừ Hợp Hoan Tông và Hoan Tiếu Môn, sợ rằng hai thế lực này nhất quyết muốn có được quốc chủ Ninh Quốc Thác Bạt Ngạn. Thể chất nội mị, Liên Vạn Lý hỏi. A Tả lắc đầu, không chỉ đơn giản là vậy thôi đâu, nàng ta không chỉ có thể chất nội mị, huyết mạch cũng không đơn giản. Huyết mạch. Liên Vạn Lý nhìn về phía A Tả, có biết là huyết mạch gì không? A Tả lắc đầu, tạm thời chưa biết. Liên Vạn Lý đang định hỏi gì thì tiếng đánh nhau đột nhiên từ phía dưới thành truyền tới. Nàng ta quay người nhìn lại, chỉ thấy một đám người đang đánh nhau kịch liệt ở dưới tường thành. Liên Vạn Lý im lặng một hồi, đáp phái 100 hắc diễm quân ra, ngày đêm tuần tra trong thành, nếu như có ai gây chuyện thì hãy chém đầu, treo đầu kẻ đó ở trên cửa thành. Ngoài ra phái 10 cận vệ nhà vua ra tuần sát lãnh thổ Đại Vân cảnh ta, nếu thấy ai làm loạn thì chém chết ngay tại chỗ. Nghe Liên Vạn Lý nói vậy, A Tả giật thót. Cận vệ nhà vua, đây chính là đội quân thần bí nhất, mạnh mẽ nhất ở đế quốc Đại Vân. Nàng ta chính là một thành viên của cận vệ nhà vua, nhưng chính nàng ta cũng không biết đến sự tồn tại của những người khác cũng không biết đến sự tồn tại của nàng ta. Không chỉ là như vậy, nàng ta không hề biết cận vệ nhà vua có bao nhiêu người cả. Toàn bộ đế quốc Đại Vân chỉ có mình Liên Vạn Lý biết được đội quân thần bí này cũng chỉ nghe mệnh lệnh của một mình Liên Vạn Lý mà thôi. Lúc này Liên Vạn Lý đột nhiên nói, chuẩn bị một chiếc thuyền bay cho bản vương. A Tả ngẩn ra, Ngô Vương định đi đâu vậy? Liên Vạn Lý cười đáp, ta đã nhận lời với Hợp Hoan Tông là sẽ đi diệt trừ Diệp Huyên giúp bọn hắn, bản vương không phải kẻ nói không giữ lời. Nói tới đây, không hiểu nàng ta nghĩ tới chuyện gì, nở một nụ cười gian xảo như cáo giả vậy. A Tả cúi đầu, nàng ta biết Ngô Vương của mình định làm chuyện xấu xa gì đó rồi. Ninh Quốc. Bên ngoài đế đô Ninh Quốc, Giang Dạ và hai tên cường giả vạn pháp cảnh đang cung kính đứng yên một chỗ. Trước mặt ba người bọn họ là một ông lão này mặc một bộ áo dài màu hồng phấn, trên người tỏa ra mùi thơm gai mũi. Người này chính là phó tông chủ Hợp Hoan Tông. Không ai biết tên thật của ông ta, mọi người đều gọi ông ta là Hợp Hoan Lão Nhân. Hợp Hoan Lão Nhân nhìn bả vai Giang Dạ, tên Diệp Huyên kia mới chỉ là thần hợp cảnh hả? Giang Dạ gật đầu, quả thực chỉ là thần hợp cảnh, nhưng chiến lực của người này ít nhất đạt tới 10 vị trí đầu trên bảng yêu nghiệt. 10 vị trí đầu trên bảng yêu nghiệt. Hai mắt Hợp Hoan Lão Nhân nhắm lại, trong mắt hiện lên vẻ nghiêm nghị, sau lưng hắn có chỗ dựa hay không? Giang Dạ trầm giọng đáp. Nghe nói là có một vị kiếm tiên. Kiếm tiên. Hợp Hoan Lão Nhân bất ngờ quay đầu nhìn về phía Giang Dạ, chuyện này là thật sao? Giang Dạ do dự trong giây lát, sau đó trả lời, chắc là thật, nếu không với thực lực cá nhân của hắn tuyệt đối không thể chống lại Học viện Thương Mộc. Chỉ là trước đó ta đã đi hỏi thăm Học viện Thương Mộc, viện trưởng Học viện Thương Mộc nói vị kiếm tiên kia đã bị bọn họ đánh trọng thương, sau đó bỏ chạy, bây giờ Học viện Thương Mộc đang truy sát nàng. Nghe vậy Hợp Hoan Lão Nhân thở phào một tiếng, như vậy thì tốt. Nói tới đây, dường như ông ta nghĩ đến chuyện gì, hỏi tiếp, vậy vì sao Học viện Thương Mộc không tiêu diệt Diệp Huyên chứ? Giang Dạ ngẫm nghĩ, sau đó nói, theo ta suy đoán thì thanh thương giới bất ngờ có biển đổi, linh khí khô kiệt, Học viện Thương Mộc đã không rảnh để quan tâm tới Thanh Châu nữa. Hiện giờ bọn họ chỉ muốn ổn định tình thế ở Trung Thổ Thần Châu, vậy nên đã không còn dư sức để chú ý tới Diệp Huyên. Hợp Hoan Lão Nhân gật đầu, có lý. Nói tới đây, ông ta ngẩng đầu lên nhìn đế đô Ninh Quốc ở cách đó không xa, hai mắt nóng rực, cô gái kia không chỉ là thể chất nội mị đâu, huyết mạch của nàng ta chính là huyết mạch âm linh mà Hợp Hoan Tông ta tha thiết mong ước. Người có được huyết mạch này, từ nhỏ đã phải dùng xuân dược vô cùng bá đạo để áp chế, nàng ta có thể sống tới hiện giờ thì chắc chắn trong cơ thể đã tích tụ rất nhiều dương hỏa, nếu như có thể song tu với nàng ta, cuối cùng cắn nuốt huyết mạch. Nói đến đây, hai tay Hợp Hoan Lão Nhân run rẩy không ngừng. Nhưng không biết ông ta nghĩ đến chuyện gì, dần dần ông ta lấy lại bình tĩnh. Sau khi im lặng một hồi, Hợp Hoan Lão Nhân trầm giọng nói, tông chủ đã lên tiếng rồi,
nhất định phải cướp được nàng ta, sau khi tông chủ xử lý xong việc ở Trung Thổ Thần Châu sẽ lập tức chạy tới đây. Nếu như có được nàng ta, thực lực tông chủ sẽ nâng cao một bước, đến lúc đó địa vị của Hợp Hoan Tông trong ma đạo sẽ được tăng cao rất nhiều. Chương 428, Kiếm Tiên. Có thể tiêu diệt chỉ trong chớp mắt. Giang Dạ trầm giọng nói, cẩn thận Hoan Tiếu Môn, gần đây bọn chúng không có động tĩnh gì cả, nhưng chắc chắn chúng sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một ngày đâu. Hợp Hoan lão nhân gật đầu, ít nhất hai ngày nữa tông chủ mới tới Thanh Châu được, chúng ta không thể chờ đợi lâu như vậy. Chờ đế quốc đại Vân Kháo Sơn Vương Liên Vạn Lý tới đây, lập tức xông vào trong thành giết chết Diệp Huyên, bắt sống cô gái đó. Vậy vị kiếm tiên kia, Giang Dạ kiêng dè vài phần. Hợp Hoan lão nhân bình thản nói, không sao, cho dù nàng ta trốn thoát được sự truy sát của học viện Thương Mộc thì cũng không dám xuất hiện trước mặt tông chủ đâu, một tên kiếm tiên bị thương mà thôi, tông chủ có thể tiêu diệt nàng ta chỉ trong nháy mắt. Giang Dạ gật đầu, đúng vậy. Nói tới đây, sắc mặt ông ta trở nên dữ tợn, nếu như bắt được Diệp Huyên vậy xin trưởng lão hãy giao hắn cho ta muốn khiến hắn sống không bằng chết. Hợp Hoan lão nhân nhìn Giang Dạ, đến lúc đó tất cả tùy ngươi. Đế đô Ninh Quốc, bên trong tháp giới ngục. Diệp Huyên ngồi xếp bằng trên mặt đất, một thanh kiếm lơ lửng trước mặt hắn, kiếm dài bốn thượng, rộng hai ngón tay, trên thân kiếm tỏa ra ánh ánh lạnh lẽo mờ ảo, ở chuôi kiếm khắc hình một con dị thú mà hắn không biết tên, hai mắt dị thú trợn trừng, vô cùng dữ tợn. Kiếm bậc thiên. Bảo vật bậc thiên đó. Tay phải Diệp Huyên nắm lấy chuôi kiếm, thanh kiếm run lên nhưng không hề phản kháng. Chỉ là linh khí trong cơ thể hắn đang tan biến với tốc độ cực nhanh, hơn nữa kiếm liên tú còn chấn động liên hồi, nó đang cảm nhận thấy nguy hiểm. Quả nhiên hiện giờ kiếm liên tú không thể chống lại thanh kiếm này được, hiện giờ hắn cũng không thể khống chế hoàn toàn được nó. Diệp Huyên vội vàng buông kiếm ra, chỉ trong thời gian ngắn, thanh kiếm này đã tiêu hao hết 1/3 huyền khí trong cơ thể hắn. Với thực lực của hắn hiện giờ thì chỉ có thể dùng kiếm này nhiều nhất 3 lần. Sau 3 lần, linh khí trong cơ thể hắn sẽ cạn kiệt. Dường như nghĩ đến chuyện gì đó, Diệp Huyên vội vàng lấy hộp kiếm ra, dưới sự điều khiển của hắn, thanh kiếm tiến thẳng vào trong hộp kiếm. Hộp kiếm run nhẹ nhẹ, nhưng ngay sau đó đã bình thường trở lại. Chừng 15 phút sau, khóe miệng Diệp Huyên cong lên, nở một nụ cười, bởi vì hắn phát hiện ra được nếu như sử dụng hộp kiếm thì hắn có thể phóng ra 5 lần phi kiếm. 5 lần. Với thực lực của hắn hiện giờ cộng thêm hộp kiếm bậc chân và kiếm bậc thiên, cộng với kiếm thế và kiếm ý của bản thân nữa thì khả năng cao là hắn sẽ giết chết được một cường giả vạn pháp cảnh chỉ trong nháy mắt, nhưng nếu như đối phương tập trung đề phòng thì vẫn khá khó. Đương nhiên nếu một kiếm không được thì thêm một kiếm nữa. Lúc này Diệp Huyên bất ngờ đi ra khỏi tháp giới ngục. Bên trong đại điện, Thác Bạt Ngàn đi tới trước mặt Diệp Huyên, bọn họ tới rồi. Diệp Huyên gật đầu, mọi chuyện đều đã có ta. Nói xong hắn đi ra khỏi đại điện. Thác Bạt Ngàn ở sau nhìn theo bóng lưng của Diệp Huyên, ngẩn ngơ. Sau khi Diệp Huyên đi ra khỏi đại điện thì thấy 5 người lơ lửng ở giữa không trung, cả 5 người đều là vạn pháp cảnh, hắn nhận ra 2 người trong số đó, chính là Giang Dạ trước đó bị hắn chém đứt một tay và Liên Vạn Lý. Khi nhìn thấy Liên Vạn Lý, sắc mặt Diệp Huyên lập tức trầm xuống, cô gái điên này lại muốn làm gì đây? Trên không trung, Hợp Hoan lão nhân nhìn xuống Diệp Huyên ở bên dưới, đang định ra tay thì đúng lúc này, ông ta nhìn sang phía bên phải, không biết là vị nào của Hoan Tiếu Môn vậy. Hợp Hoan lão nhân vừa nói xong, 3 ông lão đột nhiên xuất hiện ở phía bên phải. Đều là vạn pháp cảnh. Hợp Hoan lão nhân nhìn vào ông lão mặc áo bào xám cầm đầu, hai mắt nhắm lại, Khô Tiếu Thiên, không ngờ rằng ngươi đích thân tới đây. Khô Tiếu Thiên, đại trưởng lão của Hoan Tiếu Môn. Cũng chính là người đứng thứ hai. Ông lão tên Khô Tiếu Thiên nhếch miệng cười một tiếng, sao Hoan Tiếu Môn ta có thể bỏ qua nội mị chi nữ được. Nói tới đây, ông ta nhìn chằm chằm vào Thác Bạt Ngàn ở bên dưới, trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn, quả nhiên là thể chất nội mị, cho dù là ở Trung Thổ Thần Châu cũng khó gặp thể chất này, không ngờ ở Thanh Châu bé nhỏ này lại xuất hiện. Hợp Hoan lão nhân bình thản nói, Hợp Hoan Tông chúng ta nhất định phải có được cô gái này. Khô Tiếu Thiên cười đáp, Hoan Tiếu Môn ta chắc chắn sẽ không buông tay đâu. Hợp Hoan lão nhân đang định nói gì thì đúng lúc này, hộp kiếm ở sau lưng Diệp Huyên chấn động, ngay sau đó, một thanh kiếm bắn lên trời. Ong! Một tiếng kiếm ngân xé rách chân trời, vang tận mây xanh. Trên không trung,
Sắc mặt Hợp Hoan lão nhân và Khô Tiếu Thiên đồng loạt thay đổi, vội vàng lui về sau. Giang Giả trầm hơn một chút, đầu ông ta bay thẳng ra ngoài. Không gian xung quanh lập tức rơi vào tĩnh lặng. Ở bên dưới, tay trái Diệp Huyên mở ra, chuôi kiếm bậc thiên kia xuất hiện trong tay hắn, tay phải hắn cầm một chiếc khăn lụa, vừa nhẹ nhàng lau máu tươi trên thân kiếm, vừa lắc đầu nói, hóa ra vạn pháp cảnh yếu ở như vậy, ta mới chỉ dùng 3 phần công lực mà thôi. Nói tới đây, hắn ngẩng đầu lên nhìn mấy người Hợp Hoan lão nhân ở trên không trung, các ông đứng đó làm gì vậy hả? Đến đây, tiếp tục thảo luận đi nào. Chương 429, giết, không chừa một tên. Trên không trung, vẻ mặt của đám người Hợp Hoan lão nhân đều cực kỳ nghiêm túc. Vạn pháp cảnh. Mặc dù Giang Giả bị thương nhưng cũng là vạn pháp cảnh. Nhưng ông ta cứ thế đã bị Diệp Huyên giết. Đó là một phát giết chết. Mà Diệp Huyên mới thần hợp cảnh. Giờ phút này, mọi người không dám coi thường Diệp Huyên chút nào nữa. Lúc này vẫn còn coi thường thì thật ngu xuẩn. Giữa sân, vẻ mặt Liên Vạn Lý vẫn bình tĩnh, nàng ta chỉ nhìn thanh kiếm trong tay Diệp Huyên. Kiếm bậc thiên. Loại bảo vật này rất hiếm có ở đế quốc Đại Vân nàng ta. Như nghĩ tới gì đó, khóe miệng nàng ta hơi cong lên, không biết đang có ý đồ gì. Mà lúc này, đám người Hợp Hoan lão nhân cũng chú ý đến thanh kiếm trong tay Diệp Huyên. Khi nhìn thấy thanh kiếm này, vẻ mặt họ lập tức trở nên nghiêm túc. Kiếm bậc thiên. Cho dù ở Trung Thổ Thần Châu, loại bảo vật này cũng vô cùng hiếm thấy. Khi một kiếm tu có được loại bảo vật này, đặc biệt còn là một thanh kiếm bậc thiên thì hoàn toàn như hổ thêm cánh. Hợp Hoan lão nhân liếc nhìn Diệp Huyên, sau đó nhìn sang Liên Vạn Lý, Liên cô nương, người này rất mạnh, chúng ta cần phải bắt tay nhau mới có thể giết chết hắn trong một chiêu. Không cho hắn bất kỳ cơ hội nào, cô thấy sao? Liên Vạn Lý nghiêm túc gật đầu, được, ta ủng hộ các ông. Hợp Hoan lão nhân cười bảo, vậy thì tốt quá. Nói xong, ông ta nhìn về phía Khô Tiếu Thiên ở bên phải, trước tiên bắt tay giải quyết tên Diệp Huyên này, còn việc nội mị chi nữ thuộc về ai tạm thời để sang bên, thế nào? Khô Tiếu Thiên nhìn Diệp Huyên ở phía dưới, sau khi cân nhắc một lúc thì gật đầu, được. Hoan Tiếu lão nhân nhìn Diệp Huyên. Vẻ mặt lập tức trở nên lạnh lẽo, lão phu cũng muốn xem thử ngươi yêu nghiệt cỡ nào. Dứt lời, ông ta lao thẳng tới Diệp Huyên ở phía dưới. Mà 3 cao thủ vạn pháp cảnh sau lưng ông ta cũng lao theo sau, mấy người Khô Tiếu Thiên ở bên kia cũng đồng loạt ra tay. 7 vạn pháp cảnh. Ở vùng Thanh Châu này, đội hình như vậy chắc chắn là cực kỳ đáng sợ. Mà Diệp Huyên chỉ mới thần hợp cảnh. Diệp Huyên mặt không cảm xúc, cầm trường kiếm nhẹ nhàng gõ vào lòng bàn tay. Cho đến khi Hợp Hoan lão nhân dẫn đầu lao tới cách hắn mấy trượng, hắn đột nhiên nhấc kiếm chém lên trên. Bùm! Cùng với tiếng nổ vang trời, Hợp Hoan lão nhân lập tức bị đẩy lui mấy chục trượng, nhưng Diệp Huyên cũng lùi lại hơn 50 trượng. Lần này khiến hắn lùi vào tận trong điện, nhưng đám người Khô Tiếu Thiên lại lần lượt xông đến. Bùm! Một tiếng nổ vang như sấm, trong tích tắc, đại điện nơi Diệp Huyên đang đứng lập tức sụp đổ. Trong phút chốc sụp đổ đó, Diệp Huyên lùi nhanh về sau, nhưng tốc độ của đám người Hợp Hoan lão nhân càng nhanh hơn. Chỉ trước mắt họ đã tới trước mặt hắn, nhưng lúc này, 8 bóng người đột nhiên lao vào từ bên cạnh, ai cũng cực kỳ nhanh. Ầm 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 ầm. Theo từng tiếng nổ đinh tai nhức óc lần lượt vang lên, đám người Hợp Hoan lão nhân đã lùi về sau hơn 100 trượng, mà giờ phút này có 8 người đang đứng trước mặt Diệp Huyên. Những người này, Diệp Huyên vô cùng quen thuộc. Quốc chủ tiền nhiệm Khương quốc Khương Việt Thiên. Phong Lam, Mạc Nguyên, Lục Lâu Chủ, Thất Lâu Chủ, Bát Lâu Chủ của Túy Tiên Lâu, và 2 cao thủ vạn pháp cảnh luôn bảo vệ thác Bạt Ngạn. 8 vạn pháp cảnh. Nhìn thấy đám người Khương Việt Thiên, mặt Hợp Hoan lão nhân lập tức xa sầm, các ngươi là người phương nào, vì sao lại xen vào chuyện của Hợp Hoan Tông ta và Hoan Tiếu Môn? Khương Việt Thiên lạnh nhạt đáp, chúng ta cùng tiến cùng lui với Diệp Huyên Tiểu Hữu. Một câu chứng tỏ lập trường. Trong cục diện ở Thanh Châu hiện nay, đối với Khương Việt Thiên và Túy Tiên Lâu mà nói, tất nhiên mọi người phải đoàn kết với nhau. Phong Lam và Mạc Nguyên càng khỏi phải nói, 2 người họ đã đặt hy vọng vào Diệp Huyên, đương nhiên không muốn Diệp Huyên xảy ra chuyện. Hơn nữa, bây giờ họ là người của Học viện Thương Lan, lần này không ra tay thì sau này làm sao có thể có được chỗ đứng trong Học viện Thương Lan. Do đó, sau khi nhận được truyền âm của Diệp Huyên, họ lập tức chạy tới. Diệp Huyên bước tới trước mặt đám người Hợp Hoan lão nhân, các vị, Diệp Huyên ta không thù không oán với các vị,
cũng không muốn kết thù sinh tử với các vị. Nếu bây giờ các vị rời đi, hết thảy sóng yên gió lặng, được chứ? Hợp Hoan lão nhân cười khẩy, được. Có điều trước đó ngươi phải giao nội mị chi nữ ra, nếu không. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên quay mặt về phía đám người Khương Việt Thiên, giết, không chừa một tên. Vừa dứt lời, hắn đã cầm kiếm lao đến trước mặt Hợp Hoan lão nhân, không hề phí lời mà chém một nhát. Nhất kiếm định sinh tử. Đây là một kiếm hắn dùng hết toàn lực. Trong lực kiếm tăng thêm kiếm ý, còn có nhất kiếm định sinh tử, hơn nữa lúc này là kiếm bậc thiên, có thể nói đây là một kiếm mạnh nhất của hắn từ trước đến giờ. Khi nhận ra được sức mạnh trong kiếm của Diệp Huyên, mặt Hợp Hoan lão nhân biến sắc, hai tay ông ta vươn mạnh qua hai bên, một lá chắn màu hồng phấn lập tức xuất hiện trước mặt ông ta. Cùng lúc đó, một lực và một hơi thở mạnh mẽ trào ra khỏi cơ thể ông ta như vỡ đê. Theo một kiếm của Diệp Huyên hạ xuống, lá chắn hồng phấn trước mặt Hợp Hoan lão nhân vỡ tan tành, lực và hơi thở mà Hợp Hoan lão nhân phóng ra cũng lập tức bị kiếm chấn vỡ, lực lượng mạnh mẽ đẩy lùi Hợp Hoan lão nhân ra xa trăm trượng. Hợp Hoan lão nhân vừa dừng lại, mặt đất dưới chân ông ta lập tức nứt ra, không chỉ vậy, lực lượng mạnh mẽ không ngừng chấn động xung quanh hai chân ông ta. Trong chốc lát, mặt đất trong phạm vi trăm trượng quanh ông ta đều nứt toác. Khi Diệp Huyên dùng một kiếm đẩy lui Hợp Hoan lão nhân, hắn cũng lùi về sau hơn 60 trượng. Mấy người Khô Tiếu Thiên còn lại cũng đang chiến đấu với đám người Khương Việt Thiên, nhưng có một người không ra tay. Liên Vạn Lý. Từ đầu tới cuối, nàng ta không làm gì cả, chỉ đứng đó nói chuyện phiếm với một người. Thác Bà Tiểu Yêu. Hai cô gái trò chuyện rất hăng say. Hợp Hoan lão nhân lau máu trên khóe miệng, giờ phút này lục phủ ngũ tạng của ông ta đã bị thương. Không những thế, hai cánh tay của ông ta cũng bị rách, vết hở vô cùng lớn, có thể nhìn thấy xương. Chương 430, Thánh nữ Bắc Hàn. Hợp Hoan lão nhân quay đầu nhìn về phía Liên Vạn Lý đang nói chuyện hăng say cách đó không xa, vẻ mặt cực kỳ lạnh lẽo, Liên cô nương, tại sao cô không ra tay? Nghe Hợp Hoan lão nhân nói, Liên Vạn Lý nhìn ông ta với vẻ mặt kinh ngạc, tại sao ta phải ra tay? Hợp Hoan lão nhân siết chặt hai tay, Liên cô nương, cô đã đồng ý với lão phu sẽ hết sức ủng hộ. Liên Vạn Lý gật đầu, đúng vậy. Nhưng ta có nói sẽ ra tay giúp ông đâu. Dứt lời, nàng ta nghiêm túc nói tiếp, ta nói sẽ hết sức ủng hộ ông, nhưng là ủng hộ về mặt tinh thần. Ta rất ủng hộ ông về mặt tinh thần đấy. Phụt. Hợp Hoan lão nhân tức hộc máu, ông ta nhìn chằm chằm vào Liên Vạn Lý một cách thù hằn, ông ta biết mình đã bị nữ nhân trước mắt đùa cợt. Chỉ là ông ta không hiểu tại cô gái này lại muốn đùa cợt mình. Nên biết rằng, nếu tiêu diệt Diệp Huyên, diệt trừ Ninh Quốc và Khương Quốc, đế quốc Đại Vân sẽ chân chính độc chiếm Thanh Châu. Hơn nữa, đế quốc Đại Vân cũng sẽ trở thành đồng minh với Hợp Hoan Tông. Ông ta thực sự nghĩ mãi không rõ vì sao Liên Vạn Lý lại làm như vậy. Thật ra ông ta không biết Liên Vạn Lý coi trọng Diệp Huyên. Vì những thế lực trung thổ thần châu này muốn cướp đoạt Thanh Châu, hủy diệt Thanh Châu, còn Diệp Huyên với nàng ta thì muốn bảo vệ nơi này. Việc liên minh với Hợp Hoan Tông không thể nghi ngờ là tranh ăn với hổ. Hợp Hoan lão nhân vẫn muốn nói gì đó, nhưng lúc này, Diệp Huyên đã cầm kiếm xông tới trước mặt ông ta, đồng thời chém một nhát. Một kiếm này chỉ mạnh chứ không yếu hơn một kiếm trước. Mặt Hợp Hoan lão nhân biến sắc, ông ta không hề nghĩ ngợi, lập tức xoay người bỏ chạy với tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của Diệp Huyên. Thấy Hợp Hoan lão nhân chạy trốn, Diệp Huyên sửng sốt. Chạy. Cứ thế mà chạy. Bên khác, sau khi đám người Khô Tiếu Thiên nhìn thấy Hợp Hoan lão nhân chạy trốn thì cũng xoay người bỏ chạy không chút do dự. Tất cả đều là vạn pháp cảnh, nếu họ muốn trốn, đám người Khương Việt Thiên không có cách nào bắt được họ, chỉ có thể trơ mắt nhìn đám người Khô Tiếu Thiên chạy trốn. Diệp Huyên cũng không thể tiếp tục ra tay, vừa rồi hắn đã chém ba kiếm. Bây giờ sức chiến đấu của hắn còn chưa tới 20%. Dù đã thắng nhưng vẻ mặt của Diệp Huyên vẫn nặng nề như cũ. Bởi vì hắn biết các thế lực Hợp Hoan Tông và Hoan Tiếu Môn chắc chắn sẽ ngóc đầu trở lại, thậm chí có thể sẽ dẫn theo thế lực khác và cao thủ mạnh hơn đến cùng. Và lần sau chắc chắn sẽ là một trận chiến ác liệt. Không thể bị đánh một cách thụ động như vậy. Nếu cứ tiếp tục thế này, đối phương luôn chiếm được cơ hội quyết định, đánh thắng thì đánh, thua thì chạy. Họ sẽ bị mài mòn đến chết. Diệp Huyên im lặng một lúc rồi quay mặt về phía Liên Vạn Lý, nàng ta nở nụ cười động lòng người, chúc mừng ngươi đạt tới thần hợp cảnh.
Diệp Huyên hỏi, bắt tay. Liên Vạn Lý cười tươi hơn, được thôi. Diệp Huyên gật đầu, đi theo ta, cùng nhau bàn bạc kỹ lưỡng hơn. Nói xong, hắn xoay người đi về phía đại điện cách đó không xa. Còn Liên Vạn Lý thì kéo tay Thác Bạt Tiểu Yêu đi theo sau. Trên đường đi, hai người còn đang lý nha lý nhí nói chuyện với nhau. Nhìn mấy người Diệp Huyên rời đi, Khương Việt Thiên lắc đầu cười, thực lực của tiểu hữu Diệp Huyên đúng là tăng nhanh như gió. Tốc độ tu luyện như vậy thực sự khiến người ta phải thẹn mướt mồ hôi. Phong Lam và Mạc Nguyên nhìn nhau, trong mắt cả hai đều có ý cười. Diệp Huyên càng ưu tú thì càng tốt cho họ. Như nghĩ đến gì đó, Phong Lam bỗng lên tiếng, Mạc Huynh, phiền Huynh tới Di Chỉ Học Nhai lấy một ít tài nguyên, đã đến lúc thăng cấp 12 kim nhân đó rồi. Mạc Nguyên do dự một lúc, sau đó gật đầu cũng được. Ngay sau đó, hai người xoay người rời đi. Một bên khác, Lục Lâu chủ liếc nhìn về hướng đám người Hợp Hoan lão nhân chạy trốn, chắc chắn những người này sẽ ngóc đầu trở lại. Kể từ bây giờ, toàn bộ thám tử của Túy Tiên Lâu ta ra ngoài, cần phải nắm giữ hành tung của họ bất cứ lúc nào. Thất Lâu chủ khẽ gật đầu, ta sẽ đích thân xử lý. Sau đó mọi người tản đi. Mấy nghìn dặm ngoài thành đế đô Ninh Quốc, đám người Hợp Hoan lão nhân dừng lại. Khi thấy đám người Diệp Huyên không đuổi theo thì họ lập tức thở phào nhẹ nhõm. Vẻ mặt Hợp Hoan lão nhân âm u một cách đáng sợ, không ngờ tên Diệp Huyên này lại yêu nghiệt đến vậy. Khô Tiếu Thiên cách đó không xa nặng nề nói, thực lực của người này thực sự quá yêu nghiệt, chỉ bằng chúng ta thì khó mà diệt trừ được hắn. Hợp Hoan lão nhân im lặng một lát, viện binh. Khô Tiếu Thiên nhìn Hợp Hoan lão nhân, ông ta lạnh lùng nói, trung thổ thần châu có rất nhiều yêu nghiệt. Khô Tiếu Thiên lắc đầu, yêu nghiệt thuộc 10 vị trí đầu của bảng yêu nghiệt rất khó mời. Hợp Hoan lão nhân lạnh nhạt hỏi, các hạ có nghe nói về thánh nữ Bắc Hàn chưa? Khô Tiếu Thiên trả lời, đương nhiên, người này là yêu nghiệt trẻ tuổi nhất trung thổ thần châu ta. Thế nào, Hợp Hoan tông các ông có thể mời nàng ta được à? Hợp Hoan lão nhân trầm giọng nói, trước đây Bắc Hàn tông từng thiếu nợ ân tình của tông chủ đời trước Hợp Hoan tông ta. Nếu Hợp Hoan tông ta dùng ân tình này đi mời, chắc hẳn sẽ không có vấn đề quá lớn. Nói tới đây, vẻ mặt ông ta có chút dữ tợn, ta không tin tên Diệp Huyên kia còn yêu nghiệt hơn cả thánh nữ Bắc Hàn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 20.